bắt người thân chịu thêm nghiệp. Hỏi: người Việt Nam của ta có phong tục là khi đến ngày chết của thân quyến và tổ tiên thì làm giỗ để tưởng niệm, nhưng họ lại tổ chức ăn uống nhậu nhẹt, có khi lại sát sanh nữa, cúng toàn đồ mặn cho người đã chết. Lúc người chết còn xin tiền thích ăn gì là họ lại làm những món đó để cúng. Theo chú thì họ làm như vậy có ích lợi gì chăng? Người đã chết có hưởng được không? Có phải vô tình đã gây thêm tội nghiệp cho người đã chết, mà có khi người chết đã đi đầu thai trong lục đạo rồi, mà cúng dỗ có còn liên quan gì đến họ nữa không chú? Vì họ đã đi đầu thai rồi mà. Cúng cho bà nội cháu thì cúng đồ chay, còn làm đồ mặn cho con cháu ăn, và có mời vài người lại nhậu nữa. Theo chú thì sao? Ba mẹ cháu làm như vậy có đúng không? Có ảnh hưởng gì đến vong linh bà nội cháu không? Theo chú, ngày giỗ nên làm gì để vừa có lợi ích cho người chết và người đang sống? Trả lời: thế gian thì việc này là chuyện thường, nhưng người hiểu Phật Pháp thì nên cẩn thận, làm đúng theo Pháp mới tốt. Trong khuyên người niệm Phật tập 1 có bàn về vấn đề cúng dỗ, xin xem qua để biết thêm. Việc cúng dỗ có ảnh hưởng khá lớn đến vong linh người chết. Nếu lợi dụng ngày dỗ kỵ của người quá cố mà làm tiệc linh đình, giết hại sanh vật để thết đãi, sẽ tạo thêm tội cho vong linh. Trong tội sát sanh, kinh Phật có nói: tự mình giết vì mình mà con vật bị chết, thấy người ta giết mà mình vui mừng, đều có liên quan đến tội này. Vì thế, chọn những ngày dỗ kỵ mà sát sanh hại vật thì vong linh ấy cũng liên can chịu tội. Nếu người chết còn bị kẹt vào chỗ nào đó chưa được đầu thai, thì mỗi lần con cháu giết hại sanh vật để cúng tế thì họ lại bị thêm tội. Vì nghiệp mà họ đang chịu trả báo này bị con cháu gửi thêm nghiệp nữa, nghiệp sau chồng nghiệp trước, biết chừng nào trả cho xong, thật tội nghiệp cho họ. Người chết lúc sanh tiền thích sát sanh hại vật để ăn, đây là vì tham ăn mà tạo nghiệp ác. Chính vì tội sát sanh hại vật mà họ đang chịu nạn. Khi bị nạn rồi, họ đã biết nguyên nhân tại sao, họ rất ân hận, nhưng đã quá muộn màng. Họ đang rất tha thiết và âm thầm cầu xin con cháu thương họ mà tìm phương giải nạn cho họ. Nếu con cháu biết được đạo lý này thì nên làm lành. Những ngày cúng dỗ đều tổ chức niệm Phật tụng kinh, phóng sanh lợi vật để hồi hướng công đức. Ân nghĩa này đối với họ lớn lao và quý hóa biết chừng nào. Nếu họ đã đầu thai rồi mà con cháu vẫn cứ giết hại chúng sanh để hồi hướng cho họ, thì họ vẫn bị ảnh hưởng chứ làm sao tránh khỏi. Ví dụ như một người chết đầu thai làm chó chẳng hạn, đây là vì ngu muội mà sanh vào loài súc sanh. Con chó vì thương con cháu trong gia đình nên sẽ trở lại trong nhà để phục vụ cho con cháu. Nếu người thân nhân biết làm thiện hồi hướng cho người đó, cầu cho họ dù đang ở trong cảnh giới nào cũng nương theo công đức này sớm tỉnh ngộ tu hành niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhờ lòng thành mà được cảm ứng, thì con chó đó có thể được hóa kiếp hay siêu thoát. Chứ con cháu không chịu làm thiện mà còn sát hại sanh vật đem cúng cho tấm hình đời trước của nó, rồi liệng xương cho nó ăn nữa, trớ trêu không? Thậm chí nhân ngày giỗ của chính nó trong đời trước, con cái lại bắt con chó đó làm thịt để nhậu nhẹt. Hãy nghĩ thử, oán nạn này sẽ dẫn tới đâu? Thân nhân đã biến thành oan gia trái chủ, tình thương đã biến thành hận thù đời đời kiếp kiếp, biết bao giờ mới giải tỏa đây? Vấn đề dỗ chay đãi mặn thì chẳng khác gì. Vì thật sự tiếng là dỗ chay, chứ dạy đĩa xào để trên bàn thờ, so với tràn ngập thịt cá trong bàn tiệc, thì mấy món xào trên bàn thờ chỉ là hình thức giả tạm, làm sao che lấp được sự thịt ê hề say sưa túy lưới.
hình thức trống rỗng, tâm ý giả tạo, có cảm thông được gì? Bắt người ta cắt cổ mổ ruột để nhậu trong ngày giỗ mà gọi là giỗ chay, thật là trớ trêu, ngang ngạnh. Càng giả tạo, càng làm cho các oan hồn của những chúng sanh bị giết hại càng thêm hung hãn, càng thêm căm thù. Thù chất thêm thù, oán thù càng ngày càng khốc liệt. Trong bộ sách khuyên người niệm Phật, Diệu Âm cho đây là hành động trả hiếu quá kỳ quái của người thế gian. Ông bà đã dụng tu bị quả báo quá đau khổ, vì sát sanh hại vật nên họ chịu đủ mọi cực hình đau khổ trong tam đồ ác đạo để trả nghiệp. Con cháu không tìm cách gỡ nạn cho ông bà mà cứ chờ đến những ngày giỗ kỵ, đem máu thịt nhét vào mồm của ông bà để ông bà bị kết thêm tội sát sanh mới. Làm như vậy có khác gì ông bà bị nạn đang tìm cách ngoi lên thoát nạn, vừa mới ngóc lên một chút thì bị con cháu nện lên đầu một đạp cho chìm xuống lại trong cảnh đọa lạc. Trả hiếu gì mà kỳ vậy? Vậy thì người biết tu hành, những ngày giỗ kỵ ông bà nên làm chay thanh tịnh mới tốt, tụng kinh niệm Phật hồi hướng công đức cho vong linh, cầu xin vong linh sớm siêu sanh tịnh độ. Nên giảm chế các hình thức ăn nhậu say sưa, tuyệt đối đừng sát hại sanh vật, đừng nên lợi dụng ngày chết của ông bà cha mẹ mà giết hại sanh vật làm đám tiệc lên đình để trả ơn nghĩa thế gian. Nếu sơ ý, vừa tội nghiệp cho ông bà, vừa kết thêm nghiệp chướng cho chính mình, nhân quả này không dễ gì trả được đâu. Không những vậy, như ngày giỗ kỵ này, con cháu nên ăn chay, phóng sanh, làm các việc thiện để hồi hướng công đức, cầu cho vong linh được tiêu nghiệp tăng phước. Chỉ cần nhang đèn, hoa quả với vài món tinh khiết để tỏ lòng thành kính. Nếu nhà nghèo quá thì chén nước lạnh trong sạch với hoa quả, một nén hương là đủ để thiết lễ tưởng niệm rồi, cần chi đến hình thức linh đình mà bị khó khăn. Mời đồng tu đến tụng kinh niệm Phật hồi hướng công đức là tốt nhất, tiện nhất, đúng pháp nhất. Nên thành tâm khai thị, khẩn cầu vong linh sớm hồi đầu quy y Tam Bảo, niệm Phật cầu sanh cực lạc thì càng hay càng chánh pháp. Ngày giỗ kỵ mà làm được các điều thiện này thì được nhiều chư thiện thần ủng hộ gia trì. Nếu cứ sát sanh hại vật, làm việc sai với đạo pháp thì các vị thiện thần sẽ lánh xa. Đây là điều không tốt cho gia đình trong tương lai vậy. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 5 tháng 6 năm 2009. Âm thanh lạ. Hỏi: A Di Đà Phật, thầy Tịnh Không dạy rằng trong tu tập, nếu ta chứng đắc được điều gì không nên đem ra khoe. Có cô Diệu Ngộ khoe hết chuyện này đến chuyện kia. Con vô phước, bắt đầu niệm Phật từ khi mượn sách đó từ thư viện. Chắc chắn lời khoe của cô ta làm cho con sai lầm. Kể từ lúc nghe tiếng niệm Phật trong đầu thì lại kèm theo tiếng trời mưa rất lớn. Nhiều lúc con bị sống trong sợ hãi bởi vì cái chứng lạ này. Hôm nay con cảm thấy rất rõ, nó chính là ma chướng trên đường tu tập quá non kém của con. Xin giúp con. A Di Đà Phật. Diệu Hưng trả lời: Người đã chứng đắc thì đã thấy rõ chân tâm tự tánh. Chân tâm tự tánh là chính cái bản giác của mình, thanh tịnh tịch diệt. Đã thanh tịnh tịch diệt rồi thì còn gì để hồ hởi nữa mà đi khoe ra ngoài. Ngài Tịnh Không nói, một khi khoe ra thì định lực tan biến hết. Tan biến hết tức là không có định lực. Không có định lực thì chứng đắc chỗ nào? Vì thế Diệu Hưng hãy giữ lòng khiêm nhường tu tập, cố gắng nghe theo lời tổ, lời chỉ dạy của chư hòa thượng cao tăng đại đức mà tu tập mới an lòng, trở nên hiếu kỳ mới tốt vậy. Tất cả đều do tâm mình tạo ra, hỗn loạn cũng do tâm, vui vẻ cũng do tâm, buồn bã cũng do tâm, yên tĩnh cũng do tâm, ồn ào cũng do tâm. Này Diệu Hưng thường nghe tiếng này tiếng nọ cũng do tâm. Vậy thì lấy tâm mà điều phục. Một là tâm đang lo sợ,
thì đừng lo sợ nữa. Một lần lo sợ thì có thể niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát có đại nguyện cứu khổ cứu nạn. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói: Nhược hữu cấp nạn khủng bố, đảng tự quy mạng Quán Thế Âm Bồ Tát, vô bất đắc khả thoát giả. Nghĩa là nếu ai có nạn tai khủng hoảng lo sợ, thành tâm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì Ngài đến cứu cho, không có nạn nào là không hết. Hàng ngày ngoài thời niệm Phật nên phát tâm niệm thêm Bồ Tát, tin tưởng vững vàng như vậy thì tự nhiên hết bệnh. Khi hết bệnh rồi thì nhớ niệm Phật tu hành nhé. Khi tu hành phải nhớ rõ rằng mình còn nghiệp chướng sâu nặng, nhiều đời nhiều kiếp mê muội làm chuyện sai lầm, oan gia trái chủ nhiều lắm, thì đời này dù có niệm Phật được là nhờ thiện căn phước đức nào đó đưa đến. Đây là cơ duyên mình được Phật lực gia trì mà đới nghiệp giảng sanh, chứ không phải niệm vài hôm là được chứng đắc đâu nhé. Cho nên tự cao ỷ lại, chứ nên vỗ ngực cho là chứng đắc nữa nghe. Mỗi khi niệm Phật tu hành, ngay cả lúc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát nữa, đều phải hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ. Luôn luôn phải có lòng thành sám hối nghiệp chướng của mình, không được cống cao ngã mạn, không được cạnh tranh ganh tị, không nên nói người này xấu, người kia hư, đừng nên nóng giận kình cãi với ai. Tất cả nên bỏ qua hết, vui vẻ, thoải mái thì tự nhiên hết bệnh. Đó cũng chính là tu hành vậy. Đừng nên sát sanh hại vật, dù là muỗi, ruồi, kiến cũng không được giết chúng nhé. Phải có tâm từ bi rộng lớn như vậy mới được. Sám hối là không làm lỗi lầm nữa. Ngày ngày niệm Phật để hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, cầu giải tỏa tất cả oán thù. Cứ hồi hướng mãi để giải lần chướng nạn. Cụ thể, đang nghe âm thanh gì đó, chưa chắc là xấu, cũng chưa chắc là tốt. Xin giữ lòng bình tĩnh, không mừng, không sợ. Mừng cũng không tốt, mà sợ cũng không hay. Nếu đang niệm Phật thì cứ niệm Phật, lắng nghe tiếng niệm Phật của chính mình. Còn tất cả các hiện tượng khác, đừng để ý tới, hãy kệ nó đi. Chỉ biết rằng, khi mình niệm Phật thì có chư Bồ Tát gia trì, có chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ, mình sẽ an toàn không có gì e ngại. Phải tin tưởng vững chắc như vậy. Chúc an vui. A Di Đà Phật. Diệu Âm ngày 8 tháng 6 năm 2009. Sợ ma. Hỏi: A Di Đà Phật, minh quang của một câu hỏi, xin chú Diệu Âm hoan hỷ cho. Nếu một người bị yếu bóng vía và thường sợ ma, thì có nên để họ tham gia vào cuộc hộ niệm cho người sắp lâm chung không? Xin cảm ơn chú. Trả lời: yếu bóng vía hay sợ ma thì nên niệm Phật nhiều. Niệm Phật thật thành tâm. Mỗi câu niệm Phật thành tâm thì có 25 vị Bồ Tát gia trì. Có Bồ Tát gia trì thì còn ma nào dám chọc nữa mà sợ. Thiếu niềm tin vào Phật Pháp mới sợ ma, không hiểu Phật Pháp mới sợ ma. Thường làm việc ma mới gặp ma, tâm ma mới gặp ma. Tục ngữ thế gian có câu: ma bắt coi mặt người ta, mặt ai mét mét thì ma bắt hoài. Vậy thì đừng sợ bậy bạ nữa nhé. Vì thật ra chính mình là một con ma rất lớn, lớn hơn những con ma khác mà không hay. Chính mình là ma mà lại sợ ma, vô tình cứ đi dọa ma người khác, thành ra con ma mình làm con ma người bất an. Rốt cuộc ai cũng phải sợ mình. Sợ mình thì lìa xa mình, vô hình trung chính mình tách ly đại chúng, sống âm thầm neo đơn trong cảnh ma. Tâm sợ ma thì tâm luôn nghĩ đến ma, tâm luôn nghĩ tới ma thì ma cứ hiện mãi trong tâm. Ma hiện mãi trong tâm thì tâm thấy ma hàng ngày. Tâm thấy ma hàng ngày tức là hàng ngày đang sống với cảnh ma. Sống với cảnh ma thì dễ thành ma. Thân là người mà tâm là ma thì làm sao có ngày giải thoát. Đây chính là tự mình trói buộc mình đó. Tự mình tạo tất cả cảnh giới xấu cho chính mình. Tâm chấp vào đâu sẽ đi về cảnh giới đó. Do đó, nếu cứ nghĩ về ma thì sau khi chết
dễ đi về đường ma. Thế gian gọi là sống làm người, chết làm ma, thật oan uổng vô cùng. Tất cả đều tại chính ta muốn vậy. Làm ma khổ lắm, sướng ít gì đâu mà chạy theo con đường đó. Một người nào đó còn sợ ma thì mời đi hộ niệm làm chi? Chờ khi nào hiểu đạo rồi mới đi hộ niệm cũng chưa muộn vậy. Hiểu đạo là sao? Là người thành tâm niệm Phật, ngày ngày nghĩ Phật, giờ giờ tưởng Phật, quyết định tương lai sanh về nước Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói: ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tức định kiến Phật. Nghĩa là người luôn luôn nhớ đến Phật, luôn luôn niệm Phật. Được vậy, nếu không bây giờ thì cũng tương lai chắc chắn sẽ gặp Phật. Gặp Phật có nghĩa là thành Phật, chứ không phải là mong tâm cầu thế này thế nọ đâu nhé. Tại sao lại gặp ma? Vì không hiểu pháp Phật, vì không làm theo lời Phật dạy mà lại làm ngược lại kinh Phật. Phật dạy ức Phật niệm Phật thì gặp Phật, còn mình lại ức ma niệm ma thì tương lai nhất định gặp ma. Gặp Phật hay gặp ma đều do chính mình tưởng tới, nhớ tới, niệm tới. Tất cả đều do chính tâm mình tạo ra cả. Như vậy, gặp Phật hay gặp ma đều do chính mình muốn, chứ có ai tạo ra cảnh tượng này đâu. Gặp Phật chắc chắn phải hay hơn là gặp ma chứ. Hiểu được đạo lý này thì xin thành tâm khuyên người nào sợ ma đó, hãy mau mau từ bỏ ý niệm này. Bỏ đi là hết, tất cả đều được giải quyết. Nhìn xác người chết mình sợ ma vì mình đang nghĩ đến người đó có linh hồn, linh hồn không còn trong cái xác nữa thì thành ma. Xin hỏi, khi nhìn một cái xác chết của con heo, tại sao mình không sợ? Có lẽ mình cho rằng con heo không có linh hồn chăng? Quá sai lầm. Phật dạy, tất cả mọi sanh vật đều có tánh linh. Tánh linh này là Phật, tánh linh bình đẳng với thánh không ngộ, với phàm không mê, với người không hơn, với vật không kém. Tánh linh vẫn là vậy, mê hay ngộ, hơn hay kém, đều do chính chúng sanh tạo lấy mà thôi. Người thế gian mê muội nên hạ cấp tánh linh này xuống thành linh hồn, vong hồn, du hồn hoặc thành ma. Khi mê thấy chúng sanh giống như ma, sợ sệt, ngộ rồi thấy chúng sanh đều là Phật, cung kính. Rõ ràng Phật hay ma đều do tự tâm, kính hay sợ cũng do chính tâm của mình tạo ra. Ví dụ cụ thể, một người không biết đường tu, ngu muội tham chấp vào gia tài, điền sản, quyến luyến nhà cửa, khi chết dễ dàng đầu thai thành loài bàn sanh như con heo trong chuồng. Thân là heo mà linh hồn của con heo đó trước đây lại chính là người chủ trong gia đình đó. Khi còn là người thì được cung kính nể gì, khi làm heo rồi thì bị khinh bỉ hất hủi. Người sợ ma không dám nhìn xác người mà lại vui vẻ nhìn xác heo chết, không ngờ xác heo và xác người tuy hai mà một. Người ngồi gần người chết thì sợ mùi tử khí mà lại mạnh dạn bánh xác con heo, lóc xương cắt mỡ tìm miếng thịt nạc. Bên xác người chết thì được thành kính tụng kinh niệm Phật, thắp hương đốt trầm mà lại sợ. Trong khi mổ xẻ xác heo thì phần tiểu khai thối, máu thịt tanh hôi mà nhiều người lại thấy thơm. Đâu là ma, đâu là Phật đây? Chúng ta đâu có biết rằng trong lúc banh thay con heo ra tìm miếng thịt nạc thì có một linh hồn đang nhìn mình chăm chăm, đang căm hờn tột độ, đang nguyền sủa thậm tệ, và chúng thề quyết sẽ trả mối thù sát mạng phân thay này. Cách biệt giữa ma và Phật chỉ có mê và ngộ. Người chưa muốn giảng sanh thành Phật thì chưa ngộ. Người cứ nghĩ tới ma vì đang mê, mê làm ma, ngộ làm Phật. Ngộ ra đạo lý này thì thấy chính mình là một vị Phật. Một vị Phật thì an nhiên, thanh tịnh, sống thì niệm Phật, khi xả bỏ báo thân thì về Tây Phương gặp Phật A-di-đà, thành Phật, tận hưởng an vui cực lạc, giải thoát, sống chết tự tại. Còn gì nữa mà lo?
Không chịu ngộ ra đạo lý này thì mê muội cứ tiếp tục mê muội. Mê muội thì sống mà tâm thần bất tịnh, không an, sợ ma. Khi chết thì tâm hồn hoảng hốt, kinh hãi, không còn sáng suốt, mù mù, mịt mịt, bị ma dẫn theo cảnh ma, để thành ma, đời đời kiếp kiếp lang thang khổ cực, làm sao được vui đây? Hãy mau mau ngộ đi, sống thì niệm Phật hộ niệm cứu độ chúng sanh, chết thì liền báo thân đi, giảng sanh về tịnh độ một đời cực lạc, sung sướng thành tựu đạo quả, vui quá. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 14 tháng 6 năm 2009. Cúng dỗ người giảng sanh. Hỏi: A Di Đà Phật, Minh Châu gửi lời vấn an sức khỏe cư sĩ Diệu Âm. Minh Châu hơi thắc mắc là khi những người đã được giảng sanh thì mình chỉ cần tưởng nhớ tới người thân mình, nên mình cầu siêu và phóng sanh cho thân nhân trong vòng 49 hoặc 100 ngày. Rồi sau đó, mình có cần thiết phải cầu siêu cho họ nữa không? Và có cần lập bàn thờ để làm dỗ cho thân nhân mỗi năm không? Vì người được giảng sanh đã theo từ phụ A-di-đà rồi. Xin cư sĩ giải thích cho Minh Châu được hiểu thêm. Cảm ơn cư sĩ nhiều. Triệu Kim Ngọc, Minh Châu. Trả lời: chúng ta, người Phật tử thường tới chùa dâng hương, hoa quả cúng Phật. Phật đâu dùng những thứ đó, vậy mà mình vẫn cúng. Mình thành tâm lễ Phật, lạy Phật, niệm Phật. Phật đâu cần những chuyện này, nhưng ta vẫn làm. Cầu siêu 49 ngày, 100 ngày, phóng sanh, làm các việc lành hồi hướng cho người xa đi. Đây là sự tự nguyện của người còn sống. Việc làm này thể hiện lòng hiếu nghĩa của con cháu đối với ông bà cha mẹ đã xa đi, thể hiện tâm thương kính trước sau như một. Con cháu có nghĩa, có hiếu thì nên thành tâm làm. Nếu quên tình quên nghĩa thì có luật lệ nào phạt tội mình? Tất cả đều do tâm của con cháu có thành kính hay không. Nếu người thân bị chết, nghĩa là không được giảng sanh cực lạc, chắc chắn họ bị kẹt trong sáu nẻo luân hồi. Tệ hơn nữa, hầu hết bị lạc trong ba đường đọa lạc. Con cháu hãy thường tưởng người thân mà thành tâm cầu siêu cho họ. Đây là điều phải làm, rất cần. Hãy chí thành chí kính mà làm. Đừng nên hỏi đi hỏi lại rằng có linh không, có thiên không, có ích gì không. Dù kết quả có được viên mãn hay không thì chúng ta cũng không nên bỏ qua, vì đây là tâm hiếu kính. Nếu người thân được giảng sanh thì ta cũng vì tâm hiếu kính mà làm cho trọn phận làm con cháu, đừng nên ngại ngùng. Tất cả những nghi tiết về tụng kinh niệm Phật để cầu siêu, các việc thiện phóng sanh, chúng ta cũng nên làm và cố gắng làm với lòng chí thành chí kính để hồi hướng công đức cho họ. Sau đó, nhân ngày dỗ kỵ, ta vẫn nên tổ chức niệm Phật, tụng kinh, trai chay thanh tịnh để hồi hướng công đức và tưởng niệm người đã giảng sanh. Việc làm này rất tốt, rất có lợi. Tại sao vậy? Một là vì lòng kính thương hiếu nghĩa, hiếu dưỡng phụ mẫu là điều đầu tiên Phật dạy. Hiếu thuộc về xuất thế gian, dưỡng thuộc về thế gian pháp, phải chu tất khi người còn sống, cũng như lúc khuất bóng. Hai là nhờ vậy mà họ được dự phần cao phẩm hơn. Ba là hồi hướng cho một vị ở cõi cực lạc công đức sẽ lớn vô cùng. Nhờ công đức này mà sau này duyên phận giữa ta với họ càng sâu càng nặng, họ không thể không cứu ta. Bốn là nói giảng sanh là xét về sự tướng mà nói, chứ chính chúng ta chưa chứng đắc, chưa có đủ đạo nhãn thì làm sao dám bảo đảm 100%. Vậy thì phận làm con cháu phải cẩn thận tối đa, phải thận trọng hành theo đúng lễ mới an tâm, mới tránh được những sơ suất, khỏi bị ân hận về sau. Thực tế,
những việc làm này cho người quá cố thì ít, mà cho chính ta thì nhiều. Chính ta đều hưởng hầu hết công đức, còn người đã ra đi thì chỉ hưởng một phần mà thôi. Nếu tâm có thành cho mấy đi nữa, dù muốn đem công đức hồi hướng hết đi nữa, thì người được hồi hướng chỉ có thể nhận được một phần bảy là cùng, còn tất cả chính ta hưởng hết. Nếu người được giảng sanh cực lạc, họ đã thành Bồ Tát, thành thanh tịnh đại hải chúng rồi. Tình thật mà nói, các ngài đâu cần chút công đức của ta. Ta có cúng dỗ, tưởng niệm, cầu siêu, lập bàn thờ cho họ hay không, không phải là điều quan trọng đối với họ, mà chính là rất quan trọng đối với chúng ta. Chính chúng ta rất cần công đức của họ, muốn được quả báo như họ. Muốn được vậy thì ta phải có lòng chí thành cúng dường công đức lên cho họ. Tại sao vậy? Thành tức linh. Lòng chân thành của chúng ta sẽ cảm ứng được sự gia trì của các ngài. Ta không có lòng thành, các ngài gia trì không được. Đây là sự thật. Tất cả đều do chính tâm của chúng ta tạo nên. Tâm chúng ta có cảm thì các ngài có ứng. Tâm chúng ta không cảm thì các ngài không ứng được. Tâm Phật tịch tịnh, chỉ độ được người hữu duyên, không bao giờ phan duyên. Vì vậy, sự cảm ứng đạo giao phải do chính tâm của chúng ta khởi trước. Đây là ý nghĩa nhất thiết duy tâm tạo vậy. Chân thành cúng dường tức là cảm. Công đức cúng dường sẽ được hồi đáp lại cho chúng ta, tức là ứng. Ta cúng dường lên các ngài bằng công đức của một người phàm phu. Các ngài hồi đáp lại cho chúng ta bằng công đức của một vị Bồ Tát. Công đức của Bồ Tát sẽ lớn vô lượng vô biên. Nhờ sự hồi đáp này mà ta hưởng biết bao nhiêu phước lợi. Nhờ công đức này mà ta hóa giải được vô lượng tội chướng. Rõ ràng, vô tình chúng ta đang làm một cuộc trao đổi, một vốn tỷ lời. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các ngài một câu Phật hiệu, thì các ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nặng đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng. Tội giảm thì phước tăng. Nhờ phước này chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà giảng sanh Tây Phương. Chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta, làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn, cúng dường một vị A-la-hán, Bích Chi Phật, phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ-Tát, công đức sẽ vô lượng. Cúng dường một vị Phật thì công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự ngó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng. Nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt, còn hàng ngày đều niệm Phật, tụng kinh, làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì, liệu thoát sanh tử,
thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Niệm Phật nhiều, niệm Phật thật thành tâm. Mỗi câu niệm Phật thành tâm thì có 25 vị Bồ Tát gia trì. Có Bồ Tát gia trì thì còn ma nào dám chọc nữa mà sợ. Thiếu niềm tin vào Phật Pháp mới sợ ma, không hiểu Phật Pháp mới sợ ma. Thường làm việc ma mới gặp ma, tâm ma mới gặp ma. Tục ngữ thế gian có câu: ma bắt coi mặt người ta, mặt ai mét mét thì ma bắt hoài. Vậy thì đừng sợ bậy bạ nữa nhé. Vì thật ra chính mình là một con ma rất lớn, lớn hơn những con ma khác mà không hay. Chính mình là ma mà lại sợ ma, vô tình cứ đi dọa ma người khác, thành ra con ma mình làm con ma người bất an. Rốt cuộc ai cũng phải sợ mình. Sợ mình thì lìa xa mình, vô hình trung chính mình tách ly đại chúng, sống âm thầm neo đơn trong cảnh ma. Tâm sợ ma thì tâm luôn nghĩ đến ma, tâm luôn nghĩ tới ma thì ma cứ hiện mãi trong tâm. Ma hiện mãi trong tâm thì tâm thấy ma hàng ngày. Tâm thấy ma hàng ngày tức là hàng ngày đang sống với cảnh ma. Sống với cảnh ma thì dễ thành ma. Thân là người mà tâm là ma thì làm sao có ngày giải thoát. Đây chính là tự mình trói buộc mình đó. Tự mình tạo tất cả cảnh giới xấu cho chính mình. Tâm chấp vào đâu sẽ đi về cảnh giới đó. Do đó nếu cứ nghĩ về ma thì sau khi chết dễ đi về đường ma. Thế gian gọi là sống làm người, chết làm ma, thật oan uổng vô cùng. Tất cả đều tại chính ta muốn vậy. Làm ma khổ lắm, sướng ích gì đâu mà chạy theo con đường đó. Một người nào đó còn sợ ma thì mời đi hộ niệm làm chi? Chờ khi nào hiểu đạo rồi mới đi hộ niệm cũng chưa muộn vậy. Hiểu đạo là sao? Là người thành tâm niệm Phật, ngày ngày nghĩ Phật, giờ giờ tưởng Phật, quyết định tương lai sanh về nước Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói: ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tức định kiến Phật. Nghĩa là người luôn luôn nhớ đến Phật, luôn luôn niệm Phật. Được vậy, nếu không bây giờ thì cũng tương lai chắc chắn sẽ gặp Phật. Gặp Phật có nghĩa là thành Phật, chứ không phải là mong tâm cầu thấy này thấy nọ đâu nhé. Tại sao lại gặp ma? Vì không hiểu pháp Phật, vì không làm theo lời Phật dạy mà lại làm ngược lại kinh Phật. Phật dạy ức Phật niệm Phật thì gặp Phật, còn mình lại ức ma niệm ma thì tương lai nhất định gặp ma. Gặp Phật hay gặp ma đều do chính mình tưởng tới, nhớ tới, niệm tới. Tất cả đều do chính tâm mình tạo ra cả. Như vậy, gặp Phật hay gặp ma đều do chính mình muốn, chứ có ai tạo ra cảnh tượng này đâu. Gặp Phật chắc chắn phải hay hơn là gặp ma chứ. Hiểu được đạo lý này thì xin thành tâm khuyên người nào sợ ma đó hãy mau mau từ bỏ ý niệm này. Bỏ đi là hết, tất cả đều được giải quyết. Nhìn xác người chết mình sợ ma vì mình đang nghĩ đến người đó có linh hồn, linh hồn không còn trong cái xác nữa thì thành ma. Xin hỏi, khi nhìn một cái xác chết của con heo, tại sao mình không sợ? Có lẽ mình cho rằng con heo không có linh hồn chăng? Quá sai lầm. Phật dạy tất cả mọi sanh vật đều có tánh linh. Tánh linh này là Phật. Tánh linh bình đẳng với thánh không ngộ, với phàm không mê, với người không hơn, với vật không kém. Tánh linh vẫn là vậy, mê hay ngộ, hơn hay kém đều do chính chúng sanh tạo lấy mà thôi. Người thế gian mê muội nên hạ cấp tánh linh này xuống thành linh hồn, vong hồn, du hồn hoặc thành ma. Khi mê thấy chúng sanh giống như ma, sợ sệt. Ngộ rồi thấy chúng sanh đều là Phật, cung kính. Rõ ràng Phật hay ma
đều do tự tâm, kính hay sợ cũng do chính tâm của mình tạo ra. Ví dụ cụ thể, một người không biết đường tu, ngu muội tham chấp vào gia tài, điền sản, quyến luyến nhà cửa, khi chết dễ dàng đầu thai thành loài bàn xanh như con heo trong chuồng. Thân là heo mà linh hồn của con heo đó trước đây lại chính là người chủ trong gia đình đó. Khi còn là người thì được cung kính nể gì, khi làm heo rồi thì bị khinh bỉ hất hủi. Người sợ ma không dám nhìn xác người mà lại vui vẻ nhìn xác heo chết, không ngờ xác heo và xác người tuy hai mà một. Người ngồi gần người chết thì sợ mùi tử khí mà lại mạnh dạn banh xác con heo, lóc xương cắt mỡ tìm miếng thịt nạc. Bên xác người chết thì được thành kính tụng kinh niệm Phật, thắp hương đốt trầm mà lại sợ. Trong khi mổ xẻ xác heo thì phần tiểu khai thối, máu thịt tanh hôi mà nhiều người lại thấy thơm. Đâu là ma, đâu là Phật đây? Chúng ta đâu có biết rằng trong lúc banh thay con heo ra tìm miếng thịt nạc thì có một linh hồn đang nhìn mình chăm chăm, đang căm hờn tột độ, đang nguyền sủa thậm tệ, và chúng thề quyết sẽ trả mối thù sát mạng phân thay này. Cách biệt giữa ma và Phật chỉ có mê và ngộ. Người chưa muốn giảng sanh thành Phật thì chưa ngộ. Người cứ nghĩ tới ma vì đang mê, mê làm ma, ngộ làm Phật. Ngộ ra đạo lý này thì thấy chính mình là một vị Phật. Một vị Phật thì an nhiên, thanh tịnh, sống thì niệm Phật, khi xả bỏ báo thân thì về Tây Phương gặp Phật A-di-đà, thành Phật, tận hưởng an vui cực lạc, giải thoát, sống chết tự tại. Còn gì nữa mà lo? Không chịu ngộ ra đạo lý này thì mê muội cứ tiếp tục mê muội. Mê muội thì sống mà tâm thần bất tịnh, không an, sợ ma. Khi chết thì tâm hồn hoảng hốt, kinh hãi, không còn sáng suốt, mù mù, mịt mịt, bị ma dẫn theo cảnh ma, để thành ma, đời đời kiếp kiếp lang thang khổ cực, làm sao được vui đây? Hãy mau mau ngộ đi, sống thì niệm Phật hộ niệm cứu độ chúng sanh, chết thì liền báo thân đi, giảng sanh về tịnh độ một đời cực lạc, sung sướng thành tựu đạo quả, vui quá. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 14 tháng 6 năm 2009. Cúng dỗ người giảng sanh. Hỏi: A Di Đà Phật, Minh Châu gửi lời vấn an sức khỏe cư sĩ Diệu Âm. Minh Châu hơi thắc mắc là khi những người đã được giảng sanh thì mình chỉ cần tưởng nhớ tới người thân mình, nên mình cầu siêu và phóng sanh cho thân nhân trong vòng 49 hoặc 100 ngày. Rồi sau đó, mình có cần thiết phải cầu siêu cho họ nữa không? Và có cần lập bàn thờ để làm dỗ cho thân nhân mỗi năm không? Vì người được giảng sanh đã theo từ phụ A-di-đà rồi. Xin cư sĩ giải thích cho Minh Châu được hiểu thêm. Cảm ơn cư sĩ nhiều. Triệu Kim Ngọc, Minh Châu. Trả lời: chúng ta, người Phật tử thường tới chùa dâng hương, hoa quả cúng Phật. Phật đâu dùng những thứ đó, vậy mà mình vẫn cúng. Mình thành tâm lễ Phật, lạy Phật, niệm Phật. Phật đâu cần những chuyện này, nhưng ta vẫn làm. Cầu siêu 49 ngày, 100 ngày, phóng sanh, làm các việc lành hồi hướng cho người xa đi. Đây là sự tự nguyện của người còn sống. Việc làm này thể hiện lòng hiếu nghĩa của con cháu đối với ông bà cha mẹ đã ra đi, thể hiện tâm thương kính trước sau như một. Con cháu có nghĩa, có hiếu thì nên thành tâm làm. Nếu quên tình quên nghĩa thì có luật lệ nào phạt tội mình? Tất cả đều do tâm của con cháu có thành kính hay không. Nếu người thân bị chết, nghĩa là không được giảng sanh cực lạc, chắc chắn họ bị kẹt trong sáu nẻo luân hồi. Tệ hơn nữa, hầu hết bị lạc trong ba đường đọa lạc. Con cháu hãy thường tưởng người thân mà thành tâm cầu siêu cho họ. Đây là điều phải làm, rất cần. Hãy chí thành chí kính mà làm,
đừng nên hỏi đi hỏi lại rằng có linh không, có thiên không, có ích gì không. Dù kết quả có được viên mãn hay không, thì chúng ta cũng không nên bỏ qua, vì đây là tâm hiếu kính. Nếu người thân được giảng sanh, thì ta cũng vì tâm hiếu kính mà làm cho trọn phận làm con cháu, đừng nên ngại ngùng. Tất cả những nghi tiết về tụng kinh niệm Phật để cầu siêu, các việc thiện, phóng sanh, chúng ta cũng nên làm và cố gắng làm với lòng chí thành chí kính để hồi hướng công đức cho họ. Sau đó, nhân ngày giỗ kỵ, ta vẫn nên tổ chức niệm Phật, tụng kinh, trai chay thanh tịnh để hồi hướng công đức và tưởng niệm người đã giảng sanh. Việc làm này rất tốt, rất có lợi. Tại sao vậy? Một là vì lòng kính thương hiếu nghĩa, hiếu dưỡng phụ mẫu là điều đầu tiên Phật dạy. Hiếu thuộc về xuất thế gian, dưỡng thuộc về thế gian pháp, phải chu tất khi người còn sống, cũng như lúc khuất bóng. Hai là nhờ vậy mà họ được dự phần cao phẩm hơn. Ba là hồi hướng cho một vị ở cõi cực lạc công đức sẽ lớn vô cùng. Nhờ công đức này mà sau này duyên phận giữa ta với họ càng sâu càng nặng, họ không thể không cứu ta. Bốn là nói giảng sanh là xét về sự tướng mà nói, chứ chính chúng ta chưa chứng đắc, chưa có đủ đạo nhãn, thì làm sao dám bảo đảm 100%. Vậy thì phận làm con cháu phải cẩn thận tối đa, phải thận trọng hành theo đúng lễ mới an tâm, mới tránh được những sơ suất, khỏi bị ân hận về sau. Thực tế, những việc làm này cho người quá cố thì ít, mà cho chính ta thì nhiều. Chính ta đều hưởng hầu hết công đức, còn người đã ra đi thì chỉ hưởng một phần mà thôi. Nếu tâm có thành cho mấy đi nữa, dù muốn đem công đức hồi hướng hết đi nữa, thì người được hồi hướng chỉ có thể nhận được 1/7 là cùng, còn tất cả chính ta hưởng hết. Nếu người được giảng sanh cực lạc, họ đã thành Bồ Tát, thành thanh tịnh đại hải chúng rồi. Tình thật mà nói, các ngài đâu cần chút công đức của ta. Ta có cúng dỗ, tưởng niệm, cầu siêu, lập bàn thờ cho họ hay không, không phải là điều quan trọng đối với họ, mà chính là rất quan trọng đối với chúng ta. Chính chúng ta rất cần công đức của họ, muốn được quả báo như họ. Muốn được vậy thì ta phải có lòng chí thành cúng dường công đức lên cho họ. Tại sao vậy? Thành tức linh. Lòng chân thành của chúng ta sẽ cảm ứng được sự gia trì của các ngài. Ta không có lòng thành, các ngài gia trì không được. Đây là sự thật. Tất cả đều do chính tâm của chúng ta tạo nên. Tâm chúng ta có cảm thì các ngài có ứng. Tâm chúng ta không cảm thì các ngài không ứng được. Tâm Phật tịch tịnh, chỉ độ được người hữu duyên, không bao giờ phan duyên. Vì vậy, sự cảm ứng đạo giao phải do chính tâm của chúng ta khởi trước. Đây là ý nghĩa nhất thiết duy tâm tạo vậy. Chân thành cúng dường tức là cảm. Công đức cúng dường sẽ được hồi đáp lại cho chúng ta, tức là ứng. Ta cúng dường lên các ngài bằng công đức của một người phàm phu. Các ngài hồi đáp lại cho chúng ta bằng công đức của một vị Bồ Tát. Công đức của Bồ Tát sẽ lớn vô lượng vô biên. Nhờ sự hồi đáp này mà ta hưởng biết bao nhiêu phước lợi. Nhờ công đức này mà ta hóa giải được vô lượng tội chướng. Rõ ràng, vô tình chúng ta đang làm một cuộc trao đổi, một vốn tỷ lời. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các ngài một câu Phật hiệu, thì các ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nạn,
đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng. Tội giảm thì phước tăng. Nhờ phước này, chúng ta mới vượt qua được ác nạn mà giảng sanh Tây Phương. Chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta, làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn, cúng dường một vị A-La-Hán, Bích Chi Phật, phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ-Tát, công đức sẽ vô lượng. Cúng dường một vị Phật, thì công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói như vậy, không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng, nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt, còn hàng ngày đều niệm Phật tụng kinh, làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì, liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. A-di-đà Phật. Minh Châu gửi lời vấn an sức khỏe cư sĩ Diệu Âm. Minh Châu hơi thắc mắc là khi những người đã được giảng sanh thì mình chỉ cần tưởng nhớ tới người thân mình, nên mình cầu siêu và phóng sanh cho thân nhân trong vòng 49 hoặc 100 ngày. Rồi sau đó, mình có cần thiết phải cầu siêu cho họ nữa không? Và có cần lập bàn thờ để làm dỗ cho thân nhân mỗi năm không? Vì người được giảng sanh đã theo từ phụ A-di-đà rồi. Xin cư sĩ giải thích cho Minh Châu được hiểu thêm. Cảm ơn cư sĩ nhiều. Triệu Kim Ngọc, Minh Châu. Trả lời: chúng ta, người Phật tử thường tới chùa dâng hương, hoa quả cúng Phật. Phật đâu dùng những thứ đó, vậy mà mình vẫn cúng. Mình thành tâm lễ Phật, lạy Phật, niệm Phật. Phật đâu cần những chuyện này, nhưng ta vẫn làm. Cầu siêu 49 ngày, 100 ngày, phóng sanh, làm các việc lành hồi hướng cho người xa đi. Đây là sự tự nguyện của người còn sống. Việc làm này thể hiện lòng hiếu nghĩa của con cháu đối với ông bà cha mẹ đã ra đi, thể hiện tâm thương kính trước sau như một. Con cháu có nghĩa, có hiếu thì nên thành tâm làm. Nếu quên tình quên nghĩa thì có luật lệ nào phạt tội mình? Tất cả đều do tâm của con cháu có thành kính hay không. Nếu người thân bị chết, nghĩa là không được giảng sanh cực lạc, chắc chắn họ bị kẹt trong sáu nẻo luân hồi. Tệ hơn nữa, hầu hết bị lạc trong ba đường đọa lạc. Con cháu hãy thường tưởng người thân mà thành tâm cầu siêu cho họ. Đây là điều phải làm, rất cần. Hãy chí thành chí kính mà làm. Đừng nên hỏi đi hỏi lại rằng có linh không, có thiên không, có ích gì không. Dù kết quả có được viên mãn hay không, thì chúng ta cũng không nên bỏ qua, vì đây là tâm hiếu kính.
nếu người thân được giảng sanh, thì ta cũng vì tâm hiếu kính mà làm cho trọn phận làm con cháu, đừng nên ngại ngùng. Tất cả những nghi tiết về tụng kinh niệm Phật để cầu siêu, các việc thiện, phóng sanh, chúng ta cũng nên làm và cố gắng làm với lòng chí thành chí kính để hồi hướng công đức cho họ. Sau đó, nhân ngày giỗ kỵ, ta vẫn nên tổ chức niệm Phật, tụng kinh, trai chay thanh tịnh để hồi hướng công đức và tưởng niệm người đã giảng sanh. Việc làm này rất tốt, rất có lợi. Tại sao vậy? Một là vì lòng kính thương hiếu nghĩa, hiếu dưỡng phụ mẫu là điều đầu tiên Phật dạy. Hiếu thuộc về xuất thế gian, dưỡng thuộc về thế gian pháp, phải chu tất khi người còn sống cũng như lúc khuất bóng. Hai là nhờ vậy mà họ được dự phần cao phẩm hơn. Ba là hồi hướng cho một vị ở cõi cực lạc công đức sẽ lớn vô cùng. Nhờ công đức này mà sau này duyên phận giữa ta với họ càng sâu càng nặng, họ không thể không cứu ta. Bốn là nói giảng sanh là xét về sự tướng mà nói, chứ chính chúng ta chưa chứng đắc, chưa có đủ đạo nhãn thì làm sao dám bảo đảm 100%. Vậy thì phận làm con cháu phải cẩn thận tối đa, phải thận trọng hành theo đúng lễ mới an tâm, mới tránh được những sơ suất, khỏi bị ân hận về sau. Thực tế, những việc làm này cho người quá cố thì ít, mà cho chính ta thì nhiều. Chính ta đều hưởng hầu hết công đức, còn người đã ra đi thì chỉ hưởng một phần mà thôi. Nếu tâm có thành cho mấy đi nữa, dù muốn đem công đức hồi hướng hết đi nữa, thì người được hồi hướng chỉ có thể nhận được 1/7 là cùng, còn tất cả chính ta hưởng hết. Nếu người được giảng sanh cực lạc, họ đã thành Bồ Tát, thành thanh tịnh đại hải chúng rồi. Tình thật mà nói, các ngài đâu cần chút công đức của ta. Ta có cúng dỗ, tưởng niệm, cầu siêu, lập bàn thờ cho họ hay không, không phải là điều quan trọng đối với họ, mà chính là rất quan trọng đối với chúng ta. Chính chúng ta rất cần công đức của họ, muốn được quả báo như họ. Muốn được vậy thì ta phải có lòng chí thành cúng dường công đức lên cho họ. Tại sao vậy? Thành tức linh. Lòng chân thành của chúng ta sẽ cảm ứng được sự gia trì của các ngài. Ta không có lòng thành, các ngài gia trì không được. Đây là sự thật. Tất cả đều do chính tâm của chúng ta tạo nên. Tâm chúng ta có cảm thì các ngài có ứng. Tâm chúng ta không cảm thì các ngài không ứng được. Tâm Phật tịch tịnh, chỉ độ được người hữu duyên, không bao giờ phan duyên. Vì vậy, sự cảm ứng đạo giao phải do chính tâm của chúng ta khởi trước. Đây là ý nghĩa nhất thiết duy tâm tạo vậy. Chân thành cúng dường tức là cảm. Công đức cúng dường sẽ được hồi đáp lại cho chúng ta, tức là ứng. Ta cúng dường lên các ngài bằng công đức của một người phàm phu. Các ngài hồi đáp lại cho chúng ta bằng công đức của một vị Bồ Tát. Công đức của Bồ Tát sẽ lớn vô lượng vô biên. Nhờ sự hồi đáp này mà ta hưởng biết bao nhiêu phước lợi. Nhờ công đức này mà ta hóa giải được vô lượng tội chướng. Rõ ràng, vô tình chúng ta đang làm một cuộc trao đổi, một vốn tỷ lời. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các ngài một câu Phật hiệu, thì các ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nặng đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng. Tội giảm thì phước tăng. Nhờ phước này chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà giảng sanh Tây Phương. Chứ tự hỏi thử,
thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta, làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn, cúng dường một vị A-la-hán, Bích Chi Phật, phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ-Tát, công đức sẽ vô lượng. Cúng dường một vị Phật, thì công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói như vậy, không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng, nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhưng ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt, còn hàng ngày đều niệm Phật tụng kinh, làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Cố thì ít, mà cho chính ta thì nhiều. Chính ta đều hưởng hầu hết công đức, còn người đã xa đi thì chỉ hưởng một phần mà thôi. Nếu tâm có thành cho mấy đi nữa, dù muốn đem công đức hồi hướng hết đi nữa, thì người được hồi hướng chỉ có thể nhận được một phần bảy là cùng, còn tất cả chính ta hưởng hết. Nếu người được giảng sanh cực lạc, họ đã thành Bồ Tát, thành thanh tịnh đại hải chúng rồi. Tình thật mà nói, các ngài đâu cần chút công đức của ta. Ta có cúng dỗ, tưởng niệm, cầu siêu, lập bàn thờ cho họ hay không, không phải là điều quan trọng đối với họ, mà chính là rất quan trọng đối với chúng ta. Chính chúng ta rất cần công đức của họ, muốn được quả báo như họ. Muốn được vậy thì ta phải có lòng chí thành cúng dường công đức lên cho họ. Tại sao vậy? Thành tức linh. Lòng chân thành của chúng ta sẽ cảm ứng được sự gia trì của các ngài. Ta không có lòng thành, các ngài gia trì không được. Đây là sự thật. Tất cả đều do chính tâm của chúng ta tạo nên. Tâm chúng ta có cảm thì các ngài có ứng. Tâm chúng ta không cảm thì các ngài không ứng được. Tâm Phật tịch tịnh, chỉ độ được người hữu duyên, không bao giờ phan duyên. Vì vậy, sự cảm ứng đạo giao phải do chính tâm của chúng ta khởi trước. Đây là ý nghĩa nhất thiết duy tâm tạo vậy. Chân thành cúng dường tức là cảm. Công đức cúng dường sẽ được hồi đáp lại cho chúng ta, tức là ứng. Ta cúng dường lên các ngài bằng công đức của một người phàm phu. Các ngài hồi đáp lại cho chúng ta bằng công đức của một vị Bồ Tát. Công đức của Bồ Tát sẽ lớn vô lượng vô biên. Nhờ sự hồi đáp này mà ta hưởng biết bao nhiêu phước lợi. Nhờ công đức này mà ta hóa giải được vô lượng tội chướng. Rõ ràng, vô tình chúng ta đang làm một cuộc trao đổi, một vốn tỷ lời. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật
phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các ngài một câu Phật hiệu, thì các ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nặng đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng. Tội giảm thì phước tăng. Nhờ phước này, chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà giảng sanh Tây Phương. Chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta, làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn, cúng dường một vị A-La-Hán, Bích Chi Phật, phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ Tát, công đức sẽ vô lượng. Cúng dường một vị Phật thì công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng. Nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt, còn hàng ngày đều niệm Phật, tụng kinh, làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Là một cuộc trao đổi, một vốn tỷ lời. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các ngài một câu Phật hiệu, thì các ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nặng đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng. Tội giảm thì phước tăng. Nhờ phước này chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà giảng sanh Tây Phương. Chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta, làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn, cúng dường một vị A-La-Hán, Bích Chi Phật, phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ Tát, công đức sẽ vô lượng. Cúng dường một vị Phật thì công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự ngó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng.
nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt. Còn hàng ngày đều niệm Phật tụng kinh, làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì, liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Mình cúng dường mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng. Nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt. Còn hàng ngày đều niệm Phật tụng kinh, làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì, liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt. Còn hàng ngày đều niệm Phật tụng kinh, làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì, liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì, liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Cái mê truyền kiếp. Một La Mã. Thế nào là cái mê truyền kiếp? Quý vị biết cái mê truyền kiếp là thế nào không? Tức là cái mê từ đời này qua đời kia, truyền mãi đến nay. Chúng ta ngồi đây mà nó cũng còn đó không dứt. Ai sanh ra đời cũng đều có cái mê này, nên gọi đó là truyền kiếp. Vậy cái mê truyền kiếp là gì? Tức tình chấp ngã, cái mê chấp ngã. Và người nào còn đi trong sanh tử luân hồi cũng đều mang theo cái mê này. Nếu người không có cái mê này thì không còn đi trong sanh tử. Giả sử có đi vào sanh tử làm gì thương chúng sinh mới vào.
trong pháp 12 nhân duyên, vô minh là gốc của luân hồi, mà vô minh là mê, tức là ngay một niệm bất giác ban đầu, quên mất tánh chơn sẵn có của chính mình, từ đó mang theo cái mê này đi mãi trong luân hồi. Chỉ do niệm bất giác mà chúng ta đã mang cái mê đó đồng hành với nó, lấy nó làm chủ cuộc sống và tiếp tục cuộc hành chủ vô hạn định này. Quý vị kiểm thật kỹ xem, mình đang sống là sống vì cái gì? Có người nói sống vì sự nghiệp, vân vân. Nhưng thật ra chúng ta sống vì cái ngã. Nếu không có cái ngã, không có cái tôi, thì lấy gì để sống? Do đó, người đời vừa mở miệng thì tiếng tôi là đầu tiên, là chủ từ. Thí dụ như mục đích quý vị đến đây là gì? Vì tôi đi nghe pháp, rồi tôi ăn, tôi mặc, tôi đi làm, tôi buồn, tôi vui, tôi tạo sự nghiệp. Cái gì cũng lấy tôi là chủ từ hết. Biết bao những sự buồn vui, giận ghét, hơn thua, phiền hận, cho đến những mưu toan tính toán trong cuộc sống cũng đều vì cái tôi. Trong kinh kể câu chuyện về vua Ba Tư Nặc và bà Mạc Lợi, phu nhân cùng luận đạo. Một hôm, vua hỏi bà: "Trên đời này, Ái Khanh thương yêu ai nhất?" Bà đáp: "Dĩ nhiên thần thiếp thương yêu bệ hạ nhất." Rồi bà mới hỏi lại: "Còn bệ hạ, chẳng hay bệ hạ thương yêu ai nhất?" Vua đáp: "Trẫm thương yêu Ái Khanh nhất chứ còn ai nữa." Nhưng bà lại nói thêm: "Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ cho phép thì thần thiếp sẽ nói khác đi một chút." Vua hơi ngần ngừ, nhưng cũng nói: "Được, Ái Khanh cứ nói." Bà thưa: "Muôn tâu bệ hạ, thật ra trên cõi đời này thần thiếp chỉ thương yêu thần thiếp nhất thôi." Vua không hiểu, nói: "Ái Khanh có thể nói rõ cho trẫm hiểu không?" Bà mới giải thích: "Bởi vì thần thiếp thương yêu chính mình, nên muốn bệ hạ ban bố cho thân của thần thiếp được hạnh phúc, được nhiều an vui. Mà muốn được như vậy thì thần thiếp phải thương yêu bệ hạ. Có vậy bệ hạ mới thương yêu, rồi ban bố cho thần thiếp hạnh phúc, cái này cái kia. Cho nên vì yêu thương mình mà thần thiếp yêu thương bệ hạ, cũng như bệ hạ cũng chỉ yêu thương mình bệ hạ thôi." Để làm rõ việc này, thần thiếp xin thí dụ: nếu như thần thiếp lại đi yêu thương một người khác thì bệ hạ sẽ nghĩ thế nào? Có phải là bệ hạ sẽ chém đầu thần thiếp hay không? Nghĩa là, nếu thực sự bệ hạ thương yêu thần thiếp bậc nhất, thì trước sau gì vẫn yêu thương, cớ sao lại phải chém đầu? Đó là lẽ thật. Vua Ba Tư Nặc mới hiểu ra, sau đó hai người cùng dẫn nhau đến gặp Phật, rồi thuật lại việc bàn luận, xin Phật xác minh. Phật xác nhận lời của bà Mạc Lợi phu nhân đúng và nói bài kệ: "Tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời, cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã đối mọi người, quá thân thiết như vậy. Vậy ai yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người." Phật dạy là tâm chúng ta đi khắp tất cả mọi phương trời, và xét kỹ thì không ai thân yêu hơn tự ngã của mình, bởi tự ngã đối với mọi người quá thân thiết như vậy. Ai cũng yêu thương tự ngã của mình. Theo tâm lý ở thế gian, nếu mình yêu tự ngã của mình thì người khác cũng yêu tự ngã của người khác. Vì vậy, mình yêu tự ngã của mình thì chớ làm hại, làm tổn thương đến tự ngã của người khác. Quý vị thấy Phật dạy rất là công bình. Hiện nay, chúng ta yêu tự ngã của mình nhưng làm tổn thương tự ngã của người khác, luôn làm khổ nhau, sống cách biệt nhau là từ chỗ đó. Nếu biết y lời Phật dạy thì cuộc sống sẽ rất vui, rất gần gũi. Vì mình biết yêu tự ngã của mình nên càng tôn trọng tự ngã của người khác, thì làm sao có chuyện buồn vui với nhau. Chúng ta thì khác, vì tôn trọng tự ngã của mình nhưng hạ thấp tự ngã của người khác thì làm sao đến gần nhau được. Cho nên Phật dạy rất là chí lý, mà đó là lẽ thật của thế gian. Nếu lấy kinh nghiệm đó để sống và biết rõ ai cũng có cái ngã hết, thì đừng quá chủ quan, chỉ biết có mình mà không biết người, rồi gây đau khổ cho nhau. Theo tinh thần Phật dạy,
thì phải biết mình biết người. Mình quý tự ngã của mình thì cũng quý tự ngã của người khác, tức sẽ cảm thông đến gần với nhau hơn. Đó là Đức Phật dạy cách sống còn trong tương đối, nhưng không phải là chỗ rốt ráo. Đừng nghĩ Phật dạy nếu người yêu cái ngã của mình thì phải quý tự ngã người, tức dạy thấy có ngã mà còn phải tiến lên quên ngã nữa. Trong Kinh Viên Giác, Phật giải thích rõ vô minh là chấp thân tứ đại này là ta. Rồi tâm duyên theo bóng dáng của sáu trần bên ngoài là ta, tức là con người này gồm cả thân tâm đều không phải thật là mình, không thật là ta. Nó là cái sanh diệt tạm bợ vô thường, nhưng lại chấp cho đó là mình, đó là vô minh. Tu Phật là phá cái vô minh này chứ không phải theo nó. Hai La Mã, học Phật là học tự ngã. Theo Ngài Đạo Nguyên, tổ của Tông Tào Động Nhật Bản dạy người học Phật là học đạo, tức là học tự ngã. Học tự ngã là buông bỏ tự ngã, mà buông bỏ tự ngã là giác ngộ các pháp. Giác ngộ các pháp là buông bỏ thân tâm của mình và của người. Học đạo đơn giản như vậy, tức là buông xả cái ngã chứ không gì khác. Cũng như Thiền sư Pháp Loa dạy là quân yếu chỉ của thiền định là thân tâm đều xả, nghĩa là học Phật để thực sự thấy rõ chính mình, rồi chuyển hóa mình. Ban đầu là thấy rõ chính mình, rồi tiến lên là quên mình, để sống trở lại con người xưa nay. Quý vị biết chính mình là gì không? Là không thật. Hiện tại, con người của chúng ta đầy tham lam, bỏng sẻn, sân hận, si mê, ghen ghét, hơn thua, ích kỷ. Mọi người đều nghĩ đó là con người thật của mình. Chẳng lẽ quý vị chấp nhận con người thật của mình là như vậy, đồng hóa mình với những thứ đó hay sao? Tôi tham, tôi sân, tôi ích kỷ, đồng hóa những thứ đó là mình. Chẳng những thế, lại còn quá yêu thương nó, không dám bỏ, đó gọi là mê. Có một anh chàng nông dân cũng là Phật tử đến hỏi thiền sư Bàn Khuê: Bạch thầy, bản tánh của con vốn nóng nảy, sư chỉ cho phải làm cách nào để sửa đổi. Thiền sư Bàn Khuê bảo: Ông hãy đem tánh nóng nảy đó ra đây, ta sửa đổi giùm cho. Anh nông dân thưa: Bạch thầy, không được. Bây giờ thì nó không có, nhưng mà khi gặp duyên, đụng chuyện thì nó mới hiện ra. Thiền sư Bàn Khuê mới xác định: Nếu vậy, ngay bây giờ nó không có, chỉ khi nào gặp chuyện thì nó mới hiện. Vậy là chính khi ông và người khác tranh chấp với nhau thì mới tạo ra nó, thế mà ông lại nói nó là vốn sẵn. Ông đã đổ lỗi lầm cho cha mẹ, thật là quá bất công. Trước ông nói tánh nóng có sẵn, nhưng bảo đem ra thì đem không được, chỉ khi gặp duyên mới hiện. Vậy sao ông nói là vốn sẵn? Nếu ông nói như vậy là đổ lỗi lầm cho cha mẹ sanh ra cái đó, thật là quá bất công. Khi ấy ông có tỉnh. Đó là cái lầm xưa nay của tất cả chúng ta. Ai cũng nghĩ nóng nảy là cái tánh của mình, sẵn ở trong mình rồi, thương yêu không dám bỏ. Ở đây, Ngài Bàn Khuê chỉ cho thấy rõ, lẽ thật là nó chỉ là cái đem vào sau này, chứ không phải là cái sẵn có từ ban đầu, nên bảo đem ra thì đem không được. Nếu đã có sẵn thì lấy đem ra thôi. Còn đây khi gặp duyên, xúc cảnh thì nó mới có. Vậy là nó có theo duyên, duyên qua rồi thì mất. Rõ ràng nó không phải là bản tánh, không phải là cái thật nơi mình. Nhận rõ như vậy thì không có lầm chấp nó là mình. Nếu nó không phải là cái sẵn có, cái cố định nơi mình thì mình có thể chuyển, và nó có thể hết. Cho nên nếu người khéo tu thì có thể chuyển hóa, vì nó không cố định, không có tánh thực, chắc chắn như vậy. Đây chính là chỗ lầm chấp ngã. Từ lầm chấp này khiến chúng ta sống ngăn cách với nhau, rồi thu hẹp lại với nhau từ cái lầm đó. Khi đã thấy rõ như vậy, thấu suốt được lẽ thật, mới không đồng hóa mình với nó. Còn nghĩ đó là bản tánh của tôi, tức là mình đồng hóa mình với nó rồi,
mà đồng hóa mình với nó thì làm sao trừ nó. Một anh nông dân khác thỉnh thiền sư vô tướng đến nhà tụng kinh siêu độ cho người vợ của anh mới mất. Tụng xong anh mới hỏi: Bạch thầy, thầy tụng kinh xong rồi, thầy có thể cho biết vợ tôi có thể được bao nhiêu lợi ích từ Phật sự này? Nghĩa là anh muốn hỏi người mất được tụng kinh cầu siêu như vậy được bao nhiêu công đức? Thiền sư vô tướng bảo: Đương nhiên Phật pháp như thuyền sinh từ độ khắp, như ánh mặt trời soi khắp hết. Chẳng những vợ ông được lợi ích trong Phật sự này, mà tất cả chúng sinh cũng đều được lợi ích hết. Anh nông dân nghe vậy tỏ vẻ không vui, thưa: Vợ tôi rất là yếu đuối, nếu những chúng sinh khác mạnh hơn thì họ đoạt mất công đức của nàng hết rồi. Có thể xin thầy chỉ tụng kinh siêu độ cho riêng một mình vợ tôi, chẳng cần phải hồi hướng cho những chúng sinh khác. Thiền sư vô tướng nghe qua thương xót nên từ bi giải thích rằng: Chuyển công đức của mình đến cho người khác, khiến cho mỗi một chúng sinh đều được thấm nhuần lợi ích, đó là pháp môn tu trì rất hay khéo. Hồi hướng nội dung là hồi sự mà hướng lý, hồi nhân để hướng đến quả, hồi tiểu hướng đại, tiểu thừa đến đại thừa. Như ánh sáng vật nó không chiếu rõ một người, mà chiếu rọi hết mọi người. Cũng như mặt trời trên hư không, muôn vật đều được chiếu soi. Một hạt giống có thể sanh ra muôn ngàn quả trái. Ông nên dùng sự phát tâm như là đốt một ngọn nến, rồi mồi vào cho ngàn ngàn muôn muôn ngọn nến khác, thì chẳng những càng thêm sáng chói, mà bản thân ngọn nến cũng không do đó mà giảm bớt ánh sáng. Nếu như người người đều có quan niệm như thế, thì thân nhỏ bé của chúng ta đây thường do sự hồi hướng của ngàn ngàn muôn người mà nhận được rất nhiều công đức, còn vui nào hơn nữa. Nên người học Phật chúng ta phải đối với tất cả chúng sinh đều bình đẳng. Ngài giải thích rất hay, rất chí lý, nhưng anh nông dân này anh cố nói thêm nữa: Theo giáo nghĩa thầy nói rất hay, nhưng xin phá lệ cho, vì hàng xóm của con có lão họ Triệu đối xử với con thật quá xấu. Có thể nào trong số chúng sinh đã hồi hướng đó loại trừ ông ta ra được không? Thiền sư vô tướng nghiêm giọng bảo: Đã nói là tất cả, tại sao lại còn có trừ ra? Qua câu chuyện chúng ta thấy rõ, cũng vì cái ngã, cái tôi này nên lòng thương thu hẹp lại. Nếu làm Phật sự là làm việc lành mà vẫn có tâm như vậy, thì phước đức người này ra sao dĩ nhiên là bị thu hẹp nhỏ rồi. Cho nên tu học là để thấy rõ những ý nghĩa chân thật đó, để tâm mình mở rộng hợp với đạo hơn. Cũng như câu chuyện cô ni có tượng Phật mũi đen, tức là một cô ni có tượng Phật rất đẹp lại quý. Cô thường lau chùi, thắp hương trầm, đặc biệt trân trọng cúng dường lên tượng Phật đó. Sau cô đổi đến ngôi chùa khác và cũng mang tượng Phật đi theo. Chùa này thờ nhiều Phật. Cô tôn trí tượng Phật của cô ngay giữa bàn thờ và chọn trầm hương thượng hạng đốt cúng Phật. Chánh điện thờ nhiều Phật, cô nghĩ nếu khi đốt hương cúng ông Phật của cô thì hương sẽ bay qua phía khác rồi các vị Phật kia sẽ ngửi hết, Phật của cô không có phần. Thế là cô làm một cái phễu, một đầu to, một đầu nhỏ, để khói hương bay vào trong đầu to, còn đầu nhỏ thì đưa lên thẳng lỗ mũi ông Phật của cô. Vậy là bảo đảm ông Phật của cô sẽ hưởng mùi hương đầy đủ, khỏi bị phân chia. Lâu ngày, khói đóng tượng Phật của cô nên lỗ mũi bị đen, trở thành ông Phật mũi đen. Như vậy, cái nhân thắp hương cung kính tưởng đến Phật cúng dường rất quý, nhưng lại vì mình thu hẹp vào tượng Phật của mình nên kết quả cũng thu hẹp, và cuối cùng thành ông Phật mũi đen. Mà đen thì mất sáng chói, đúng ra Phật đồng thì sáng chói, nhưng lại mất vẻ sáng chói. Lẽ thật Phật nào cũng là Phật, tại sao có Phật của tôi? Đó là tâm còn thu hẹp nên kết quả không tròn tốt, thành ra biến ông Phật thành lỗ mũi đen.
từ nội dung câu chuyện nói đến ông Phật của tôi. Còn chúng ta thì là thầy của tôi, chùa của tôi, Phật tử của tôi, đạo tràng của tôi. Bao nhiêu cái tôi đó mà thành vui buồn với nhau, có khi đưa đến thù ghét nhau. Quý vị thấy phải không? Nhân ban đầu là tốt, nhưng đưa đến quả không được tốt, có khi nhân lành mà đưa đến quả dữ, cho nên cái tôi rất là nguy hiểm. Bởi vậy, Thiền sư Buddhadasa ở Thái Lan trong một quyển sách tựa là Cái ta nguy hiểm, có một đoạn ghi rằng hễ khi nào mà ý tưởng ta vừa có là có khổ ngay. Hãy nắm lấy nguyên tắc quan trọng này, rồi thì bạn được đứng vững vào một cương vị để cho bạn tìm hiểu tinh hoa của Phật giáo và hưởng được nhiều điều lợi lạc của Phật giáo nhờ biết tận dụng lợi thế sanh làm người và được gặp Phật giáo. Tức là có ta là có khổ. Khi tìm hiểu Phật giáo đã nắm vững được những tinh hoa, những điều căn bản này rồi, thì mới thấy được những ý nghĩa sâu xa, mới cảm được những lợi lạc của Phật giáo đem đến. Và nên nhớ được sanh làm người, lại được gặp Phật Pháp là một duyên lớn đối với chúng ta. Nếu không khéo, nhiều khi tạo nhân lành mà quả không được tốt. Ba La Mã, con đường vô ngã. Qua đó, chúng ta thấy rõ học Phật hay đi vào con đường đạo Phật là phải đi qua cửa vô ngã. Ban đầu từ cạn rồi tiến đến sâu. Nếu không đi qua cửa đó là đi sai đường. Tuy quý vị ngộ sâu cách mấy đi nữa mà không đi qua con đường này, thì ngộ càng cao mà cái ngã càng thêm cao. Đó là nguy hiểm. Cũng vậy, tu càng lâu mà cái ngã càng cao thì phải kiểm điểm lại. Thí dụ, Phật dạy tu lục độ. Tu hạnh từ bi là để cái ngã của mình càng mở rộng, càng đến với mọi người. Nhờ mở rộng lòng thương hại mọi người, nên bớt nghĩ đến mình. Đó là đi vào cửa vô ngã. Nhẫn nhục để hạ bớt bản ngã, giữ giới là ngăn bớt buông lung, cũng là đi vào con đường vô ngã. Nếu xét kỹ, do vọng chấp quân tập lâu đời nên thành thói quen. Giờ đây có khi chúng ta cũng biết rõ đó là mê lầm nhưng vẫn cứ chấp. Mà đã là thói quen, là cái mới quân tập sau này, nếu quyết chí bỏ cũng có thể hết. Đừng sợ nó không hết, bởi đó chỉ là lầm chấp thôi. Chẳng hạn, quý vị thấy thân này là đất nước, gió lửa, là những thứ vô tri hợp thành. Nói tế nhị hơn, những chất cứng trong thân như xương, lông, tóc là đất, máu là nước, lửa là hơi ấm, nhiệt độ trong người. Còn gió là những chuyển động trong thân như là mạch nhảy, tim đập. Thì bốn thứ đó nó đâu có hiểu biết. Quý vị kiểm lại thử mấy dòng máu, mấy sợi tóc, mấy đốt xương, mấy hơi ấm. Nó có biết gì đâu. Chẳng lẽ ta là cái đó hay sao? Còn tâm này, khi có khi không, luôn thay đổi sanh diệt nên vô thường. Vừa mới nghĩ điều này, liền nghĩ qua việc khác, luôn luôn như vậy. Một ngày có thể nghĩ và thay đổi hàng ngàn hàng vạn điều nghĩ. Như vậy, niệm nào là ta? Xét kỹ, nó là những bóng chập chờn vậy thôi. Ngay thân của chúng ta, một ngày nó cũng thay đổi không biết bao nhiêu là cái ta trong đó. Vậy cái nào là cái ta thiệt của mình? Thí dụ quý vị đi làm về, vợ ra chào. Lúc đó ta là chồng. Khi đi vào trong nhà, đứa con đến thưa ba, lúc đó ta là cha. Gặp đứa cháu nội ra thưa ông, thì ta là ông nội. Vào bên trong gặp con chó nó mừng, lúc đó ta là chủ. Vào phòng trong gặp bà mẹ thưa mẹ, lúc đó ta là con. Nghe báo cáo bên phòng khách có người bạn đang chờ, bước qua phòng khách vào, lúc đó ta là bạn. Chỉ mới thời gian ngắn ngủi đó đã có bao nhiêu cái ta rồi. Nếu kiểm lại thì suốt cuộc đời có bao nhiêu cái ta. Để thấy rõ bao nhiêu cái ta đó là những nhãn hiệu dán vào thôi. Nhưng hầu hết con người đều lầm chấp vào những cái không thực, những nhãn hiệu bên ngoài đó
Vậy cái ta nào là thực? Trong Kinh Kim Cang Phật nói, nói phàm phu tức chẳng phải phàm phu, nói chúng sinh tức chẳng phải chúng sinh, cho đến nói ngã cũng tức chẳng phải là ngã. Nói phàm phu nhưng chẳng phải là phàm phu, do mê gọi là phàm phu vậy thôi. Nếu chuyển hết mê thành Phật thì mất cái tên phàm, cho thấy phàm, thánh cũng là cái tên đặt ra thôi. Cho nên nếu mỗi người đang ngồi đây nhận rõ, hiểu được thấu chỗ này thì hay biết mấy. Tức mình là phàm phu, tức chẳng phải phàm phu. Trong đây chắc là ai cũng đều có nằm chiêm bao. Khi quý vị nằm chiêm bao, lúc đó thấy ra sao? Thấy có thêm một cái tôi đi đây đi đó, cũng buồn vui giận ghét. Có khi bị cọp rượt, cũng sợ chạy. Rồi gặp được ai cho viên kim cương cũng mừng. Nhưng có khi nào quý vị đặt câu hỏi lại, như vậy cái tôi mà bị cọp rượt chạy, cái tôi được viên kim cương vui mừng, rồi cái tôi đi đây đi đó, cái tôi buồn vui giận ghét. Và cái gì mà thấy lại những cái đó? Thành ra còn có một cái thấy lại nó là rõ ràng có hai cái tôi. Hiện tại sự sống của chúng ta cũng vậy, đang sống với cái tôi thứ hai, thứ ba. Còn cái biết được mấy cái tôi đó thì hình như ít ai nhớ tới thì sẽ. Nhưng nếu nghiệm kỹ lại được cái tôi trong chim bao thì sẽ tỉnh lại. Vậy có ai tỉnh chưa? Khi kiểm lại thì ai cũng có thêm cái tôi, cho nên ai cũng đều dư hết. Nhưng tưởng thiếu nên cứ đi tìm rồi thêm vào. Thật ra tu chỉ là buông bớt thôi chứ không gì khác. Buông là nhẹ mà thêm vào là nặng. Như quý vị mang cái túi đi đường, nếu cho vật vào thì mang nặng thêm, còn bỏ bớt ra thì nhẹ. Việc tu cũng vậy, nếu buông bớt thì nó nhẹ. Xưa có Phạm Chí Hắc Thị tu chứng ngũ thông, thuyết pháp rất hay. Một hôm, có vua trời đến nghe ông thuyết pháp. Nghe xong vị ấy báo cho biết, ông chỉ còn sống 7 ngày nữa thôi. Nghe rồi, Phạm Chí hoảng sợ năn nỉ xin vị ấy cứu dùm. Vị ấy nói tôi cũng không cứu được. Nhưng hiện nay có Đức Phật ra đời, đang ở nơi ấy. Ngài có thể đến gặp Phật, Phật có thể cứu Ngài giải thoát sinh tử. Phạm Chí dùng thần thông bay đến gặp Phật. Trên đường đi, thấy có hai cây ngô đồng nở hoa đẹp ở ven đường. Ông mới dùng thần thông bứng hai cây ngô đồng, hai tay cầm đến dâng lên Phật. Khi gặp Phật, Phạm Chí cần cầu pháp giải thoát sanh tử. Bấy giờ Phật bảo ông hãy buông đi. Thì ông buông cây ngô đồng bên tay trái xuống. Phật bảo buông đi. Ông buông luôn cây bên tay phải ra. Phật bảo buông nữa đi. Ông ngơ ngác nói, bạch Thế Tôn, hai tay con cầm có hai cây. Thế Tôn bảo buông thì con đã buông, giờ còn bảo buông gì nữa? Phật nói, ta đâu có bảo ông buông hai cây ngu đồng. Ta bảo buông lần thứ nhất là buông sáu căn, lần thứ hai là buông sáu trần. Còn cái buông thứ ba là buông sáu thức, tức là sáu cái biết phân biệt nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mỗi người. Buông được ba cái đó là giải thoát sanh tử. Ngay đó Phạm Chí giác ngộ. Quý vị thấy, Phật dạy rất đơn giản, chỉ có ba cái buông thôi. Nghe nói thấy dễ, nhưng khi làm thì khó. Thật ra không có gì khó cả, chỉ vì từ lâu quen chấp những suy tưởng là mình, giờ nhận rõ buông bớt dần đi. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ những cảnh này chi phối mình, hoặc là tướng đó làm động tâm mình, tức tâm bị tướng chi phối. Nhưng quán kỹ, tâm thì nơi mình, còn tướng cảnh thì ở bên ngoài. Tâm ở đây, còn cái hoa hoặc là tường vách ở đằng kia, hai cái đó nó cách rất xa, thì có dính dáng gì với nhau đâu. Thứ nữa là, tâm có biết rõ ràng, còn tướng thì vô tri, vậy nó đâu dính gì với nhau. Nhưng tại sao chúng ta cứ gắn chúng vào với nhau?
Chính vì chúng ta gắn cái tôi vào trong đó rồi tưởng tượng, phân biệt mới gây ra bao buồn vui, giận ghét, thành rắc rối. Thật sự thế gian này hay là thế giới vốn là thanh bình, an ổn, không có chuyện gì hết. Nhưng tại chúng ta chen vào gây rối. Thí dụ chiếc xe hơi để ngoài xa kia, nó cũng đâu có nói đẹp xấu gì. Nhưng do chúng ta thấy chiếc xe rồi đánh giá là đẹp thượng hạng, liền khởi tâm lên mới bắt đầu gây rối. Cũng vậy, bình hoa này đứng đó rất là thái bình. Do con người thấy rồi xen cái tôi phân biệt vào, tôi thấy hoa như vậy, anh kia thấy hoa như thế kia, từ đó mới có sanh chuyện. Trả hoa về vị trí nguyên thủy của nó, hoa chỉ là hoa thôi, hoa đâu có nói đẹp nói xấu gì, đẹp xấu là do mình. Nói rộng ra ngoài thế gian, thường ai cũng nói núi cao sông sâu, nhưng hỏi lại, núi có nói nó cao, sông có nói là sâu không? Núi là núi, nó có nói cao, nói thấp gì đâu, bởi người khi trước từng thấy ngọn núi thấp hơn, giờ thấy ngọn núi này lại cho là cao. Nhưng có người lại nói núi này không cao gì hết so với ngọn Hy Mã Lạp Sơn. Thành ra cái cao cái thấp là do mình. Ví dụ hai cây thước dài để gần cây thước ngắn thì nó thành dài. Nhưng mà để gần cây thước dài hơn thì nó thành ngắn. Cho nên dài ngắn đâu cố định. Học Phật hiểu rồi mới thấy được cái gốc mê lầm của chúng ta. Quý vị nhớ lại ngày xưa đọc truyện Kiều của Nguyễn Du bình luận câu: cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Rồi chúng ta cũng theo đó bình văn. Nhưng giờ học Phật rồi, xét kỹ lại thì cảnh nó có đeo sầu không? Tại sao cảnh lại thành sầu? Do chúng ta sầu rồi đeo vào nó, rồi đổ thừa là cảnh đeo sầu. Đó là cái lầm của tất cả chúng ta. Do sống với cái tưởng rồi từ tưởng đó chúng ta mới gán vào cảnh, dính với cảnh, rồi đổ thừa cho cảnh mà không thấy được cái gốc nơi chính mình. Và nếu không thấy được lẽ thật này thì tu cũng chướng ngại, cứ đổ thừa tại cảnh làm chướng, làm khó, rồi bỏ cảnh này đi tìm cảnh khác. Nhưng nếu tâm không chuyển thì tìm cảnh khác có hết buồn không? Vào núi, nếu tâm mình bất an thì vào núi nó cũng bất an. Thí dụ ở chỗ động ồn ào thì tâm bất an, nếu không khéo chuyển tâm bất an thì vào núi nó cũng gặp những cảnh quấy nhiễu rồi vẫn bất an tiếp. Ở đây ngồi nghe xe chạy hoài nên tâm bị động, còn vào núi thì cọp gầm dượng hú cũng động. Như câu chuyện của tiên nhân Quốc Đầu Lâm Phất đã tu chứng tới sức định phi phi tưởng xứ. Một hôm đang ngồi thiền bên mé nước gần rừng, nghe chim kêu cá lội quấy động, ông nổi sân tâm bất an mất định. Ông mới phát nguyện sau này sẽ sanh làm con chồn bay để ăn hết mấy con vật trên bờ lẫn ở dưới nước luôn. Quý vị thấy đó là do tâm mình chưa khéo chuyển thành động tâm phát nguyện ác, sao bị đọa làm thân chồn bay, chịu nhiều đau khổ. Năm La Mã tóm kết. Tóm lại, chính tình chấp ngã là cái mê truyền kiếp, từ kiếp này dẫn qua kiếp khác, từ đời này qua đời khác không dứt, nên vẫn mãi đi trong luân hồi. Chúng ta học Phật là học trí tuệ, học giác ngộ, chứ đâu phải học cái mê. Khi thấy rõ được cái lầm đó thì phải giải trừ, phải cởi mở. Dù chưa thể dứt hết tình chấp như bậc thánh, nhưng phải cởi mở dần thì đó mới là đường đi của mình. Mỗi ngày phải cởi mở, buông xả cho nó nhẹ bớt, thì đó là đi đúng con đường an vui chân thật. Nếu quý vị bớt chấp ngã một phần là cuộc sống chúng ta gần với nhau phần đó, thì có vui không? Nhờ vậy phiền não nhẹ bớt, đó là lẽ thật. Mong rằng mỗi người nghe rồi học kỹ, hiểu sâu lẽ thật này và khéo ứng dụng để cuộc sống được cởi mở, nhẹ nhàng và thực sự bớt khổ, sống gần với nhau hơn. Thừa kế nghiệp. Đạo Phật luôn đề cao tinh thần nhân quả. Chúng ta sống trong cuộc đời này đều là sống trong nhân quả. Cuộc sống chúng ta hiện nay là thừa kế cái quả của đời trước
gọi là thừa kế nghiệp. Chữ nghiệp trong Phật giáo có ý nghĩa sâu. Một số người thường quan niệm mỗi người sinh ra đều có số mệnh. Người có số giàu thì giàu, người có số nghèo thì nghèo, người có số xấu thì xấu, vân vân. Trong nhà Phật không nói số mệnh mà cho là nghiệp. Nếu nói là định mệnh thì sẽ ngăn chặn con đường tiến hóa. Số mệnh định sẵn như vậy rồi, không thể chuyển được nữa. Do con người tin như vậy nên đầu hàng số phận. Trái lại, Phật giáo cho là nghiệp chúng ta tu có thể chuyển hóa được. Nghiệp tức là những hành động tạo tác của con người trong đời trước hay đời này. Nghiệp do chúng ta tạo nên có thể chuyển đổi. Nếu lỡ tạo nghiệp xấu, nghiệp ác, chúng ta thức tỉnh biết đó là sai quấy, quyết tâm sửa đổi thì sẽ chuyển thành nghiệp lành, nghiệp tốt, đó là tu. Có tu mới đưa con người tiến hóa thăng hoa, đem lại niềm tin cho chính mình. Theo tinh thần Phật dạy, tất cả chúng ta đều sống trong nhân quả. Sống với quả hôm nay là do nhân đời trước. Quả lành dữ, khổ vui hoặc ngu trí sang hèn đều có nhân đời trước chứ không phải ngẫu nhiên. Do con người tạo nghiệp không đồng nên sanh ra mỗi hoàn cảnh không đồng. Có những người cùng sanh ra trong một gia đình, một cha mẹ, nhưng có đứa thông minh, có đứa không được thông minh, có đứa giàu, có đứa không làm ăn được. Theo khoa học nói, gen cha mẹ sao thì con cái như vậy. Nhưng đôi khi cha mẹ rất thông minh mà con thì ngu đần. Hoặc cha mẹ không thông minh mà con là thần đồng. Vậy đâu phải do gen. Vì vậy, nếu lấy tinh thần khoa học mà giải thích thì không giải thích hết được. Phật Pháp thấy rõ điều này rất đơn giản. Đều do nhân quả nghiệp báo của con người đã tạo đời trước. Như đời trước đã tạo nghiệp sáng suốt trí tuệ, nên đời này lưu lại, sanh ra người đó phát triển trí tuệ sớm. Có những đứa bé thần đồng, sanh ra đã biết được những điều nó chưa học. Có những người mới gặp nhau lần đầu, đã thấy có cảm tình, hoặc mới gặp mà cảm thấy ghét cay, ghét đắng. Do cái gì? Do nghiệp duyên đời trước. Ai gần gũi với mình nên gặp nhau đã có cảm tình. Còn người kia trước cũng có nghiệp duyên trái nghịch nên thấy lần đầu đã không có cảm tình. Đó là tinh thần nhân quả Phật dạy. Hình tướng mỗi người cũng vậy. Hàng triệu người không ai giống ai. Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy Long Vương, Ngài nói: ông có biết trong hội này và trong biển cả, bao nhiêu là hình sắc, chủng loại mỗi khác nhau. Tất cả như thế đều do tâm tạo nghiệp lành hay dữ nơi thân khẩu ý mà ra. Do chúng sinh trước kia tạo nghiệp sai biệt, nên khi sanh ra cũng có những sai biệt. Chúng ta ngồi ở đây, mỗi người đều có tâm tư, suy nghĩ sai biệt nhau, nên hiện ra dáng vẻ khác nhau. Tuy ngồi chung một nơi, nhưng trong tâm mỗi người là mỗi cảnh giới riêng. Như hai đứa trẻ sanh đôi giống y nhau, nhưng vẫn có một hai điều gì đó khác. Vì tâm tư của mỗi người có những nét khác, nên trên hình tướng cũng có vẻ khác nhau. Phật dạy, mỗi người sanh ra là sống trong nhân quả, sống trong nghiệp lực. Con người không làm chủ được mình, mà do nghiệp làm chủ chúng ta. Người học Phật biết sân giận là xấu, nhưng gặp chuyện thì cũng sân, không làm chủ được. Như người bệnh tiểu đường biết ăn ngọt là không tốt, nhưng gặp ngọt cũng thèm. Hoặc có những vị nghiện rượu, thuốc, biết là bệnh nhưng không bỏ được, cũng bị nó dẫn. Như vậy, nghiệp làm chủ mình, chứ mình không làm chủ được. Nhà Phật gọi là bị nghiệp sai sử. 2. Tu là chuyển nghiệp. Tu Phật là chuyển nghiệp, vì Phật dạy nghiệp không cố định. Cái gì có sanh thì phải có diệt, nghiệp cũng vô thường. Nghiệp do chúng ta tạo ra thì chính mình có thể chuyển đổi nó. Con người không hiểu, yếu đuối, cứ an phận với nghiệp lực,
nên than sao nghiệp tôi nặng quá. Tất cả chúng sanh đều có thể chuyển được hết. Đức Phật là tấm gương cho mọi người. Phật hiện ra nơi đời giống như chúng ta, không phải ở trên trời rơi xuống. Nếu như Ngài ở trên trời hiện xuống thành Phật, thì không ai dám tu theo Ngài, vì nghĩ Đức Phật quá cao siêu, là một vị trời, còn mình ở dưới đất đâu bằng được. Đức Phật đến cuộc đời này là một con người, có cha mẹ sanh ra, lớn lên lập gia đình, sống thụ hưởng ngũ dục trong cung vua. Rồi thái tử đi dạo bốn cửa thành, thấy cảnh già, bệnh, chết. Hình ảnh cho Ngài tỉnh thức là vị sa môn từng bước ung dung trong cuộc đời. Ngài hỏi sa môn chân lý để thoát cảnh sanh già bệnh chết. Được sa môn giải thích con đường tu hành giải thoát, nên Ngài quyết định ra đi tìm cầu chân lý. Con người đã có sanh thì có chết, sanh tử đều có nguyên nhân của nó. Nếu tìm được nhân sanh tử thì sẽ có cách giải quyết quả sanh tử. Theo tinh thần khoa học, quả từ nhân mà có. Như các nhà bác học, thấy bệnh chó dại phải tìm ra nguyên nhân nào gây ra bệnh chó dại. Tìm được con vi trùng chó dại trừ diệt nó thì sẽ hết bệnh. Phật cũng vậy, Ngài quyết chí dự thành xuất gia tìm đạo, cuối cùng đến cội Bồ Đề thiền định. Sau đêm 49, Ngài giác ngộ thành Phật, thấy rõ nguyên nhân của sanh tử luân hồi là 12 nhân duyên. Đó là nhân để có sanh tử. Nếu dứt được tập nhân thì giải thoát sanh tử, chứng đạt Niết Bàn. Ngài thành tựu được, sau đó chỉ dạy cho mọi người như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân, tu chứng A-La-Hán, chấm dứt cội gốc sanh tử luân hồi. Như vậy, nghiệp chuyển được, chứ không phải cố định. Mọi người chúng ta, khi thấy cảnh người sanh già bệnh chết, nghĩ đó là chuyện thường nên an phận. Ai sanh ra cũng chết, nên mình chết là chuyện thường, không nghĩ gì khác thêm. Nhưng với Thế Tôn, Ngài quyết tìm nguyên nhân để giải quyết dứt điểm nó. Do đó, Ngài vượt lên chuyển được nghiệp. Điều này cho chúng ta thấy rằng Ngài là con người, Ngài đã làm được thì chúng ta cũng là con người như Ngài, thì ai cũng có thể làm được. Theo ý nghĩa, Phật là người giác ngộ, chúng ta là người thì cũng có thể giác ngộ như Phật. Nhưng Phật giác ngộ ở đâu? Ngài giác ngộ từ tâm. Vậy mọi người có tâm thì đều có giác ngộ. Chúng ta học lịch sử Phật, nếu nói lại cho người khác nghe mà dùng từ không chính xác sẽ bảo Đức Phật có cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma Gia, vợ tên Gia Du, có con là La Hầu La. Nói như vậy là chưa chính xác. Vì Phật làm gì có vợ có con? Thái tử Tất Đạt Đa mới có vợ có con, sống trong hoàng cung, rồi vượt thành xuất gia đi tìm đạo, đến khi chứng ngộ mới gọi là Phật. Như vậy, Phật là một bậc toàn giác, từ một con người bình thường, sau đó giác ngộ nên gọi là Phật. Như vậy, mọi người đều có thể tu chuyển nghiệp được. Chúng ta không nên mặc cảm, tôi tội lỗi quá chắc tu không được. Nếu vậy Phật ra đời làm gì? Phật ra đời để chỉ dạy cho chúng sinh tu. Tu là sửa, sửa cái xấu thành cái tốt. Cũng như Ương Quật Ma La là một tên sát nhân. Ông nghe theo lời thầy chỉ dạy, lấy 1000 lắm tay của người sâu thành chuỗi đeo sẽ được truyền dạy pháp bí yếu của ngoại đạo. Từ đó, ông đi giết người, lấy được 999 ngón tay, chỉ còn lại một ngón cuối cùng. Ai thấy ông cũng sợ nên tránh mặt hết. Khi đó, vua sai quân lính đến bắt ông ta về trị tội, nếu không là nỗi kinh hoàng cho muôn dân. Bà mẹ nghe vậy lo sợ, nên đi đến báo cho ông hay, nhưng ông lại định giết mẹ để lấy cho đủ số lượng 1000 lắm tay.
Đức Phật dùng Phật nhãn quan sát, thấy ông có duyên hóa độ và không muốn ông mang tội đại ngũ nghịch là giết mẹ. Nên Phật xuất hiện trước mặt ông, thế là ông rượt theo Phật. Ông càng rượt, nhưng sao thấy Phật vẫn cách xa nên mới la lên: Cồ Đàm, ông hãy dừng lại. Đức Phật bảo: Ta dừng đã lâu rồi, chỉ có ngươi chưa dừng thôi. Ông ngạc nhiên hỏi: Ngài đang đi, tôi chạy không kịp mà nói dừng khi nào? Phật bảo: Ta dừng đây là dừng những tâm tham, sân, sát, nghiệp, vân vân. Những cái đó chính ngươi chưa chịu dừng. Ngày đó, Ương Quật Ma La có sự tỉnh ngộ. Sau đó Phật thuyết pháp, giáo hóa cho ông, và ông chứng A-la-hán, giải thoát được nghiệp sanh tử. Như vậy, một người dữ tợn cũng có thể chứng thánh, chuyển được nghiệp. Cũng như tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc, bà có sắc đẹp, trước cũng tạo nghiệp rất nhiều, sau được Ngài Bục Kiền Liên độ. Nhân duyên thế này. Một hôm, Tôn giả Bục Kiền Liên đi khất thực ngang khu vườn, có một vị phụ nữ trung niên rất đẹp đứng đón, dùng những lời lẽ mời mọc, gợi chuyện muốn chọc phá Ngài. Tôn giả Mục Kiền Liên là vị đệ nhất thần thông, nhìn qua biết đây là một cô gái kỹ nữ đến để mê hoặc mình. Tôn giả dùng thần lực thấy được những uẩn khúc chất chứa trong lòng người phụ nữ này, nên Ngài nói: Thật đáng thương cho cô. Tuy hình dáng bên ngoài thật đẹp, trang sức lộng lẫy, nhưng bên trong chứa đầy ô uế không dừng. Thân thể cô bất tịnh, tâm hồn cô ô uế vùng vẫy trong bùn nhơ. Như con voi già đang sa lầy, vùng vẫy chừng nào nó càng lún sâu chừng ấy. Người phụ nữ nghe vậy giật mình, cảm xúc rơi lệ. Tại sao vị này biết hết cảm xúc trong lòng mình? Cô mới thưa: Bạch Tôn giả, Ngài đã biết rõ tâm của tôi cũng không qua mắt được Ngài. Tôi nghe danh Ngài là thần thông đệ nhất, tôi không tin thần thông có thể vượt qua được sắc đẹp. Tôi biết mình là người nhiều tội lỗi và cũng nghĩ đến việc hướng thiện, nhưng bây giờ quá tuyệt vọng vì tội lỗi quá nhiều. Tôi là một kẻ không thể cứu vớt được, vì với một quá khứ ghê sợ, sau này tôi sẽ bị quả báo không lường trước được. Tôn giả Mục Kiền Liên an ủi: Cô không nên tự làm khổ mình như vậy, cũng đừng có thất vọng. Tội nghiệp dù có nặng đến đâu, nếu một phen sám hối thì đều có thể cứu vãn. Y phục dơ có thể giặt giũ cho sạch, thân thể ô uế có thể dùng nước tẩy rửa, tâm không thanh tịnh có thể dùng Phật pháp rửa sạch. Dòng sông nhơ nhớp chảy ra biển cả, biển lớn có thể làm sạch được nước trong sông. Lời dạy của Đức Thế Tôn chúng tôi cũng đủ sức làm lòng người ô uế trở nên thanh tịnh khi biết sám hối những tội nghiệp quá khứ. Tôn giả Mục Kiền Liên đã đem lại niềm tin cho Liên Hoa Sắc. Tội lỗi nhiều nhưng cũng có thể rửa sạch nếu chúng ta biết chuyển hóa tu tập. Nhưng cô lại thưa: Tội lỗi quá khứ của tôi quá khủng khiếp, tôi kể ra e tôn giả bỏ chạy. Tôn giả Mục Kiền Liên nghe vậy cũng cố an ủi: Cô hãy nói ra đi. Cô nói: Tôi tên là Liên Hoa Sắc, con gái của vị trưởng giả giàu có trong thành Đức Xoa Thi La. Năm 16 tuổi, cha mẹ lập gia thất cho tôi, nhưng không lâu cha tôi qua đời. Bà mẹ quá bụa, bèn tư thông với chồng tôi. Biết được việc này tôi quá đau lòng. Lúc ấy tôi sanh được một đứa con gái, tôi bỏ lại cho chồng nuôi. Sau đó tôi tái giá với một người ở tỉnh khác, anh ta là một thương gia. Nhân một lần đi buôn bán xa ở thành Đức Xoa Thi La trở về, anh ta lén mua một nàng thiếp giấu riêng ở một nơi nào đó. Tôi được người cho biết và nổi máu ghen, tôi quyết tìm người con gái đó để xử cho một trận. Nhưng khi gặp mặt, tôi mới té ngửa. Không ai xa lạ,
mà đó chính là đứa con gái chồng trước của tôi. Nói đến đó bà khóc nghẹn. Tôn giả an ủi: cô không nên thương tâm quá độ. Người mà biết rõ quá khứ vị lai thì xem đó là luân hồi nhân quả. Đó là nhân quả mà cô đã tạo đời trước, nên bây giờ nó trở lại, chứ không phải ngẫu nhiên đâu. Thật ra đời người là một bể khổ. Sau đó cô kể tiếp: với nỗi khổ đau như vậy, tôi bỏ nhà đi. Bắt đầu tôi chán ghét thế gian, nên mang thân này làm kỹ nữ mua vui cho thiên hạ, đùa cợt với mọi người đàn ông, khiến cho gia đình họ tan vỡ, vợ họ đau khổ, để trả thù đời. Do đó tội lỗi tôi không thể lường được. Tôi chỉ biết kiếm tiền để xài phung phí, gieo bao đau khổ cho người. Bây giờ đây tôi không biết phải sám hối như thế nào. Tôn giả Mục Kiền Liên nghe qua, biết cô còn chút thiện tâm, mới đem giáo lý nhân quả của Phật giải thích cho cô nghe. Mọi việc đều có nhân, có quả. Do nhân đời trước đã tạo, nên đời này phải chịu quả báo như vậy. Bây giờ muốn chuyển đổi thì phải khéo tu, chứ không phải để như vậy hoài. Sau khi nghe tôn giả thuyết pháp, Liên Hoa sắc tỉnh ngộ mới đi theo tôn giả về gặp Phật. Sau đó bà được Phật độ, tu hành chứng thánh vị A-la-hán, cũng nổi tiếng đệ nhất thần thông trong hàng ni chúng. Đây là bài học đánh thức mọi người thấy rằng, dù cho tội lỗi nhiều như vậy thì tánh giác cũng không mất. Nên nhà Phật có câu: nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Người nhiều ác nghiệp, nếu tỉnh giác tu hành có thể chuyển đổi thành thánh. Vậy thì số phận, định mệnh có thể chuyển, chứ không phải an bày như nhiều người đã nghĩ. Liên Hoa sắc tội lỗi nhiều như vậy mà còn chuyển được, tu chứng A-la-hán. Chúng ta ngày nay tội lỗi đâu nhiều như bà mà lại nghĩ không thể tu được. Chúng ta nếu chịu tu, chịu chuyển hóa thì sẽ có kết quả tốt. Trong Phật Pháp có tứ chánh cần, tức là bốn điều siêng năng tinh tấn. Thứ nhất là điều ác chưa sanh thì ngăn không cho nó sanh. Thứ hai là điều ác đã sanh rồi thì khéo tinh tấn, siêng năng để trừ diệt nó. Thứ ba là điều thiện chưa sanh làm cho nó sanh. Thứ tư, những điều lành đã sanh làm cho nó phát triển hơn. Vậy thì điều ác chưa sanh, chúng ta ngăn dứt đừng cho nó sanh. Điều ác đã sanh thì chúng ta tinh tấn tu hành trừ cho nó dứt sạch. Những điều thiện chưa sinh làm cho nó phát sinh. Điều thiện đã sinh làm cho nó phát triển lên. Càng phát triển nhiều điều thiện thì điều ác càng bớt. Giống như làm ruộng vườn. Ruộng vườn trồng nhiều hoa quả cây ăn trái thì bớt cỏ. Còn lười trồng hoa quả rau cải thì cỏ hoang mọc nhiều, rắn rết ẩn núp. Cũng vậy, chúng ta tạo nhiều điều thiện thì điều ác bớt lại. Còn điều ác nhiều thì rắn rết ẩn thêm nhiều phiền não, đau khổ. Phật dạy chúng ta phải khéo biết tu để vươn lên, chuyển nghiệp, mới mong đem lại cho chính mình sự an vui vĩnh cửu. Trong Kinh Pháp Cú có dạy: tự mình làm điều ác, tự mình sanh nhiễm ô. Tự mình không làm ác, tự mình thanh tịnh mình. Tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Nghĩa là mình làm điều ác thì tự mình làm ô nhiễm. Tự mình không làm ác, tức là làm điều thiện, là tự thanh tịnh cho mình. Tự mình làm cho mình trong sạch, thanh tịnh hay không thanh tịnh là quyền của mình. Phật không đem đến thanh tịnh cho mình, mà Ngài chỉ dạy cách thức làm cho mình thanh tịnh. Phật chỉ con đường cho chúng ta đi,
nên gọi Phật là Đại Đạo Sư. Phật là Đại Y Vương, vị thầy thuốc cho thuốc chúng sinh để uống. Chúng sinh có uống thì mới hết bệnh được, không uống thì vẫn bệnh. Tịnh hay không tịnh là tự mình. Phật đem lại niềm tin cho mọi người, để tự mình có niềm tin tiến lên vì nghiệp từ tâm mà tạo. Tâm nghĩ lành thì con người làm lành. Tâm nghĩ ác thì con người làm điều ác. Tâm sân thì tạo nghiệp sân, vân vân. Cho nên, tâm là gốc của nghiệp. Muốn chuyển nghiệp thì phải chuyển từ tâm, không nên lo chuyển cảnh ở bên ngoài. Chúng ta nóng giận, rồi mua trái cây cúng Phật, cầu Phật cho con đừng nóng giận. Được không? Nóng giận là từ tâm của chúng ta. Chúng ta đi chùa, học Phật, nhớ lời Phật dạy. Nóng giận là nhân xấu, tạo thành những quả xấu cho mình. Luôn nhớ vậy thì sẽ bớt giận. Hết giận thì thanh tịnh. Phải tự mình chuyển hóa như vậy, không phải chỉ lo cầu Phật bên ngoài. Đạo Phật rất thực tế. Chúng ta học Phật phải chứng nghiệm được lời Phật dạy ngay trong đời sống, chứ không phải đợi qua kiếp sau. Đây là một chân lý, là lẽ thật ngay bây giờ. Chúng ta thực hành chứng nghiệm ngay cuộc sống này sẽ bớt phiền não, thêm an vui. Chúng ta tu là phải sáng suốt, thấm được giá trị của Phật Pháp, mới thấy Phật Pháp cao quý biết chừng nào, và càng vững niềm tin bằng trí tuệ chân thật. Như vậy, muốn chuyển nghiệp phải chuyển tâm, chuyển tâm phải học Pháp. Phật có dạy bài kinh. Ngày xưa có vị Bà La Môn tu theo Pháp Tịnh Thủy Hành, tức là dùng nước để rửa sạch tội lỗi. Mỗi ngày hai thời sáng chiều, ông đều xuống nước tắm. Phật biết ông có chủng tử lành, nên đến cả mục đích cảm hóa, hỏi: và mục đích gì mà ông làm hạnh đó? Ông bảo: tu dùng nước để rửa sạch tội lỗi. Buổi sáng tạo tội lỗi gì đó, buổi chiều xuống tắm để rửa sạch. Còn tối lỡ làm tội lỗi thì sáng xuống tắm để rửa. Phật liền nói bài kệ cảnh tỉnh: chính pháp là ao hồ, giới là bến nước tắm, không cấu uế trong sạch, được người lành tán thán. Tức là lấy chính pháp làm ao hồ, giới là bến nước tắm. Giới là những điều mà Phật ngăn cấm. Người Phật tử quy y thọ năm giới thì giới là bến nước tắm đó. Xuống bến nước tắm đó thì không cấu uế, trong sạch bằng nước tắm bằng Phật pháp thì trừ được uế tạp, sạch hết tội lỗi mới qua bờ bên kia. Người trí luôn tắm bằng nước pháp, trong sạch thân tâm, qua được bờ giải thoát. 3. Không lầm nhân quả. Như vậy, muốn vui phải tránh tạo nhân ác, muốn hạnh phúc phải tạo nhân lành, nhân tốt. Đó là nhân quả rõ ràng. Người không hiểu đạo, khi gặp đau khổ chỉ biết than trời trách Phật. Trái lại, người hiểu đạo, khi khổ họ biết đây là nhân mình đã tạo đời trước. Khổ này là quả phải trả cho xong. Giống như chúng ta đã vay nợ, bây giờ người ta đòi thì phải trả cho hết. Nếu người ta đòi mình không thèm trả, còn cãi lại, đồng thời thì nợ càng thêm, khổ càng thêm khổ. Chúng ta biết rõ là nhân đời trước đã gieo, bây giờ nhẫn nhục trả, đồng thời tạo nghiệp lành thì mới mong mau hết nợ. Ngài Huyền Trang từ Trung Quốc sang Ấn Độ tìm học kinh điển của Phật.
khi Ngài đến Đại học Na Lan Đà gặp luận sư Giới Hiền. Lúc đó sư trên 100 tuổi. Khi luận sư Giới Hiền gặp Ngài Huyền Trang, sư cảm động rơi nước mắt. Trong chúng mới hỏi tại sao, Ngài Giác Hiền thay sư thuật lại. Trước kia, Hòa Thượng có bệnh thấp khớp, đau nhức mình mẩy rất khổ sở suốt 20 năm. Thuốc men gì cũng không hết. Có lúc buồn quá, Hòa Thượng muốn nhịn ăn cho chết sớm. Nhưng Hòa Thượng nằm mộng, thấy ba vị hình tướng trang nghiêm rất đẹp. Một vị là Bồ Tát Di Lặc, một vị là Bồ Tát Quán Âm, một vị là Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù nhắc nhở Hòa Thượng: thân người là vô thường, mỏng manh, đáng chán, nhưng không bảo hủy hoại thân này. Thân này như chiếc bè gỗ để mình qua sông. Nếu qua sông bị chới giới, bị chìm thuyền, mà gặp khúc gỗ mục cũng phải ôm để vào bờ. Cũng vậy, chúng ta phải tạm mượn thân này để tu hành. Không nên bám chắc vào nó quá, cũng không nên ghét bỏ nó, làm cho thân hủy hoại. Sở dĩ bị thế này, vì đời trước, ông là vị quốc vương chinh chiến nhiều, làm não hại vô số chúng sinh. Nhân quả phải trả, đáng lẽ phải đọa, nhưng do đời nay ông biết tu, nên chuyển thành nghiệp bị bệnh đau nhất, giống như những mũi tên đâm. Đó là chuyển nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ, ông hãy nhẫn nại mà lo hoằng pháp. Thời gian sau, sẽ có một vị tăng từ Trung Hoa qua học pháp. Ông tận tình chỉ dạy cho vị đó, thì nghiệp của ông sẽ hết. Bây giờ gặp Ngài Huyền Trang qua, đúng như những gì trong mơ đã thấy, nên Hòa Thượng xúc động khóc. Như vậy, Ngài Giới Hiền biết rõ nghiệp quả của mình rồi, thì nhẫn nhục chịu, nỗ lực tu, nên dần dần hết nghiệp. Người học Phật hiểu rõ tất cả đều do nhân quả, đều có nhân duyên, không có gì là tự nhiên cả. Tổ Bồ Đề Đạt Ma có dạy: người tu hành khi gặp phải những cảnh khổ phải tự nghĩ rằng: ta từ trong vô số kiếp lâu xa đã bỏ quên gốc chạy theo ngọn, nên bị trôi nổi lang thang trong các cõi. Trong đó phần nhiều chúng ta đã giấy tạo bao nhiêu điều trái nghịch, oán ghét, hận thù. Nay đây tuy không có phạm phải, nhưng đó là quả ươm từ nhiều đời trước. Khi quả đã chín mùi thì sẽ rụng xuống, chứ chẳng phải là trời thần hay người nào đem đến cho mình. Khi quả trổ thì chúng ta sẵn lòng nhận chịu, không nên sanh tâm oán trách. Kinh nói gặp khổ chẳng lo buồn. Tại sao? Vì biết thấu suốt duyên cớ của nó. Tổ dạy, nếu trong đời nay chúng ta tu hành có gặp cảnh khổ, thì phải nhớ rằng mình sống trong biển khổ, luân hồi sinh tử này, đâu phải lúc nào chúng ta cũng tạo điều lành, điều tốt. Có khi tạo những điều oán ghét, oan trái với người mà chúng ta đâu nhớ. Bây giờ quả nó đến để đòi, chứ không gì khác. Do đó, chúng ta phải nhẫn chịu để tạo nghiệp lành, chuyển oán trách khổ đau thành hoan hỷ an vui mới mong hết nghiệp. Phật dạy nhân quả có ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Đời này con người không làm điều ác, nhưng đời trước đã tạo những điều ác đó. Nay quả đời trước đã chín, nên chúng ta phải hái nó trước. Đồng thời, đời nay chúng ta tạo những điều lành thì như mới trồng cây. Cây nào trồng sớm sẽ có quả trước, cây nào trồng trễ sẽ có quả muộn. Khi hiểu rõ nhân quả, chúng ta sẽ có niềm tin trong sáng vào Phật Pháp. Hiểu nhân quả rồi thì gặp nghịch cảnh, biết đây là quả của mình đã tạo ở đời trước, mau mau tạo điều lành để chuyển dần thôi. Cũng như Phật dạy, tu phước tích thiện sẽ chuyển nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ. Như chú Sa Di còn 7 ngày nữa sẽ chết,
thầy của chú đã chứng đạo, biết quá khứ vị lai, nên cho chú về thăm nhà 7 ngày. Trên đường về thăm cha mẹ, chú Sa Di đi qua con suối, thấy bầy kiến bị cuốn chới với giữa dòng nước. Chú thấy cảm thương nên bẻ nhánh cây khô thả xuống, cho kiến theo nhánh cây bò lên bờ. Xong việc chú về nhà. Lâu ngày về thăm nên cha mẹ giữ chú lại thêm ít bữa. Khi chào cha mẹ về tới chùa thì quá 10 ngày. Ông thầy ngạc nhiên, tính có 7 ngày là chú sẽ chết, mà sao giờ quá hạn thấy chú vẫn bình an. Vị thầy mới hỏi, trên đường đi con có làm điều gì lạ không? Chú Sa Di đáp, dạ không. Thầy hỏi lại bảo chú nhớ kỹ xem. Chú chợt nhớ bèn thưa, à, trên đường về thăm cha mẹ, con đi qua dòng suối, thấy bầy kiến đang chết đuối giữa dòng. Thấy thương nên con bẻ nhánh cây khô cho nó bò lên. Ông thầy bảo, đó là phước lành con đã tạo, khiến thêm tuổi thọ cho con. Vì cứu được bầy kiến, tạo công đức lành mà chuyển đổi được nghiệp yếu mạng cho con. Vì vậy, luận trên nhân quả, chúng ta khỏi phải đi coi thầy bói, chỉ lo tu tạo công đức lành tốt thì sẽ chuyển đổi được nghiệp lực của chúng ta. 4. Tóm kết. Nghiệp do chính chúng ta tạo. Hiểu như vậy, chúng ta sẽ không đổ lỗi cho ai, đồng thời cũng là trả lại quyền tự chủ cho mình. Mình làm thì mình chịu, rồi mình tự cải tạo đời sống để tiến lên, lấy lại niềm tin cho chính mình. Phật dạy, ai cũng đều có Phật tánh. Đó là đức tánh sáng suốt, chứ không phải xấu xa. Dù là tên ăn trộm tội lỗi, nhưng người đó cũng có cái tâm lành. Tên trộm đâu muốn mình thành người xấu, biết ăn trộm là xấu nên mới lén rình lấy. Tuy biết vậy, nhưng bị nghiệp làm chủ rồi dẫn đi, vô minh che nhiều quá, chứ cũng biết đó là điều xấu. Trong sâu thẳm nội tâm của mỗi người đều có tánh thiện. Nếu chúng ta biết khai thác, phát huy, thì những điều xấu này sẽ chuyển dần thành tốt. Đó là tu. Mỗi người đều có cái gốc tốt lành để phát triển. Phật là từ chúng sinh giác ngộ tiến lên thành Phật. Phật biết phát triển sớm và chỉ đường cho chúng sinh, để ai cũng biết phát huy ra điều đó để tu thành Phật. Vua Trần Nhân Tông khi đi tu, Ngài Giác Ngộ có làm bài kệ về cư trần lạc đạo. Ở đời vui đạo hễ tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Trong nhà có báo. Báo đây không phải vàng bạc, hột xoàn, kim cương, mà là mọi người đều có Phật tánh. Tánh giác sáng suốt là của báo. Báo trong Phật Pháp không cần tìm kiếm ở bên ngoài, mà phải biết phát huy, khai triển nó ra thì sử dụng được. Đó là chuyển những tập nghiệp, chuyển chúng sinh thành thánh hiền. Ngược lại, nếu người cứ chôn vùi của báo, tất nhiên làm mãi chúng sinh. Chúng ta phải có niềm tin tiến lên, khai thác được của báo trong nhà để dùng mãi không hết. Như vậy, Phật đã chỉ đường, đã trao thuốc cho chúng sinh rồi. Việc còn lại là tự mỗi người lấy thuốc ra uống cho mau hết bệnh. Phải tự lực đi bằng đôi chân của chính mình mới mong mau về nhà. Vậy mong rằng tất cả khéo tu tập, phát triển thiện tâm của mình, tiến lên trên đường học Phật, ngõ hầu mang lại lợi ích cho chính mình, đồng thời tác động đến mọi người xung quanh, để ai ai cũng cảm nhận được giá trị thiết thực của Phật Pháp. Từ điểm đó, con người gầy dựng niềm tin, hướng về ánh sáng Phật Pháp để chuyển hóa khổ đau, sống đời an lạc. Được như vậy, chúng ta sẽ làm tăng trưởng công đức
gián tiếp truyền bá Phật pháp, xứng đáng là người đệ tử Phật.